Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Thân chào tất cả các bạn chị em đang kết nối vào Hội Thánh Nhà Muôn Dân cho bài học buổi tối ngày hôm nay. Tôi xin Chúa ban phước cho anh chị em ngay thời giờ này. Và tôi đang nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc không ạ, cho bài học. Tôi tin rằng Chúa sẽ dùng lời Ngài để khích lệ chúng ta buổi tối ngày hôm nay. Chúa sẽ đổ thần Ngài trên anh chị em buổi tối ngày hôm nay để đem lại sự tươi mới, sự mạnh mẽ trong tâm linh. Anh chị em được đứng vững, được chữa lành, được tự do, được bình an, được vui mừng luôn luôn ở trong Chúa. Dạ, cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Hallelujah. Dạ. Chúng ta đang học một loạt bài về tầm quan trọng hay là lợi ích của việc nói tiếng lạ, phải không ạ? Và bài hôm nay là bài thứ 3, báp têm bằng Đức Thánh Linh. Chúng ta sẽ nói về điều này buổi tối ngày hôm nay. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta. Amen. Tất cả những anh chị em nào kết nối vào Hội Thánh á, tôi tin rằng Chúa sẽ thăm viếng người đó ngay thời gian này. Khi anh em kết nối và nghe Hội Thánh của Chúa, nghe những lời chúc phước, nghe những lời cầu nguyện, anh chị em được thăm viếng. Và tất cả chúng ta cần cơn mưa của Thánh Linh làm tươi mới linh hồn chúng ta luôn luôn. Đó là lý do chúng ta có những buổi học Kinh Thánh trong tuần, buổi nhóm lại trong tuần. Anh chị em, cảm ơn Chúa. Lý do chúng ta cần đó là linh hồn chúng ta luôn luôn được tắm mát trong sự hiện diện của Chúa. Amen. Cảm ơn Ngài. Rồi, và để không mất thời giờ của anh chị em, tôi mời tất cả anh chị em giờ này hãy đồng lòng cùng tôi để cầu nguyện. Amen. Chúng ta dành 15 phút đầu giờ bài học để chúng ta cầu nguyện. Và tất cả anh chị em mình phải được dầm thấm trong sự hiện diện của Chúa. Linh hồn anh chị em phải được làm cho tươi mới, làm cho bùng cháy sau một ngày làm việc. Có thể anh chị em sẽ gặp sự mệt mỏi, gặp stress, gặp những cái không hay ở nơi công sở, gặp những cái mối quan hệ không tốt hay là có những cái phiền muộn gì đó, không ạ? Chúng ta cần Chúa thanh tẩy. Và kể cả những anh chị em không hoàn toàn bình an thì lại cũng cần Chúa ban phước. Cho nên tôi mời tất cả anh chị em giờ này hãy cùng tôi đến với Chúa, không ạ? Hãy đến với Chúa trong sự nhẹ nhàng. Và tôi tin rằng Chúa sẽ thăm viếng anh chị em giờ này. Chúa sẽ thăm viếng linh hồn của tất cả chúng ta, những người nam, người nữ đang có mặt ở nơi này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, Cha ơi, hãy ban phước cho những anh chị em con, những người đang lắng nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này. Đức Thánh Linh ơi, hãy đến đụng chạm tấm lòng của họ giờ này. Hãy đụng chạm tấm lòng của họ giờ này. Tôi nói với tất cả anh chị em, hãy được đầy dậy Thánh Linh giờ này. Wow, hãy nhìn vào linh hồn của mình và thấy sự rờ chạm của Chúa giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi chúc phước cho tất cả những người đang kết nối vào live stream này. Tôi chúc phước cho tất cả những anh chị em đang kết nối và lắng nghe lời cầu nguyện này. Trong danh Chúa Giêsu, anh chị em được sự rờ chạm, được sự đổ đầy, được sự bình an, được sự tươi mới từ Chúa giờ này. Ngay khi anh chị em nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, anh chị em được Thánh Linh của Chúa động chạm. Hallelujah. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh chị em hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận sự thăm viếng của Chúa trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh chị em ơi, hãy mở môi miệng mình ra. Hãy thưa với Chúa: Chúa hãy đến với con chào đón Ngài. Con chào đón Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hãy đến trên linh hồn con giờ này. Hãy đến trên linh hồn con một cách đầy dậy giờ này. Hãy tưới mát linh hồn con giờ này. Cầu nguyện lên trên trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mở môi anh chị em mình hãy cầu nguyện. Hãy nói: Thánh Linh ơi, đến và tươi mát linh hồn con. Vì con là con cái của Ngài. Con là con cái của Ngài. Con có dấu ấn của Ngài. Và Ngài đến, Ngài nhìn thấy dấu ấn của Ngài trong lòng con. Con được tái sanh. Linh của con được Ngài tạo dựng nên mới. Hãy đến và ban phước cho con giờ này. Hỡi thần của Đức Chúa Trời. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cầu nguyện đây chị. Cầu nguyện đây nè. Cầu nguyện nè. Cầu nguyện đừng ai làm thinh giờ này. Tôi không muốn anh chị em bận rộn vì bất cứ điều gì giờ này. Hãy dành trọn thời giờ này để tương giao với Chúa. Hãy dành trọn thời giờ này để được tái đổ đầy Đức Thánh Linh. Hãy dành trọn thời giờ này để được mặc lấy ánh sáng và sự bình an thiên thượng của Chúa. Amen. Yeah. Trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu hãy bình an. Trong danh Chúa Giêsu, anh chị em hãy vui mừng. Trong danh Chúa Giêsu, anh chị em hãy đầy dậy Đức Thánh Linh. Trong danh Chúa Giêsu, anh chị em hãy được phước và kết nối với Thánh Linh của Chúa giờ này. Tất cả những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, anh chị em được phước trong danh Chúa Giêsu.
Anh chị em được chữa lành trong danh Chúa Giêsu. Anh chị em được tự do trong danh Chúa Giêsu. Hãy tự do trong danh Chúa Giêsu. Linh anh chị em được tự do trong danh Chúa Giêsu. Cảm ơn Ngài. In Jesus mighty name. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Tiếp tục cầu nguyện anh chị em. Tiếp tục cảm tạ Chúa, tôn vinh Chúa và nói rằng Chúa con cần Ngài. Chúa ơi con cần Ngài. Chúa ơi con cần Ngài mỗi giây trong cuộc đời con. Con cần Ngài đến dạy dỗ con. Con cần Ngài đến hướng dẫn con. Con cần Ngài đến ban phước cho con. Con cần Ngài đến để thức tỉnh con. Con cần Ngài đến để cao trách con. Cầu nguyện bên trên. Con cần Ngài đến để dạy dỗ huấn luyện con. Trong danh Chúa Giêsu cầu nguyện bên trên. Hội Thánh Linh của Đức Chúa Trời là thần lễ thật. Ngài có nhiệm vụ của Ngài trên đời sống của anh chị em trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cầu nguyện, cảm ơn Ngài. Cầu nguyện anh chị em như tôi đã vừa nói. Mỗi một người hãy mở môi miệng mình ra và thưa với Chúa. Lạy Chúa, hãy đến và dạy dỗ con. Hãy đến và hướng dẫn con. Hãy đến và cáo trách con. Hãy đến và ban phước cho con. Hãy đến và làm cho con nên mới, nên bình an giờ này. Hãy đến và thức tỉnh linh hồn con. Cầu nguyện anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Vậy nên là con cái của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh Ngài luôn luôn dẫn dắt anh chị em. Đó là lời của Chúa. Amen. Cảm ơn Ngài. Trong danh của Giêsu Christ quyền năng, hỡi những người nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, anh chị em được thân lễ thật dẫn dắt. Hãy được dẫn dắt trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em được thân lễ thật của Chúa ban phước. Hãy được ban phước trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Anh em được thân lễ thật của Chúa soi sáng. Tôi nói anh chị em hãy được soi sáng tâm linh trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Anh chị em là người được Đức Thánh Linh cáo trách luôn luôn, chỉ dẫn luôn luôn, hướng dẫn vào đường ngay lẽ thật của Chúa luôn luôn. Hãy ở trong lẽ thật của Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tôi nói rằng mọi linh của anh chị em được kết nối với Thánh Linh giờ này. Tất cả những ai nghe và chịu ảnh hưởng lời cầu nguyện này, linh anh em được kết nối với Thánh Linh giờ này. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Hãy ban phước cho anh chị em con. Hãy ban phước cho những người nghe, những người kết nối giờ này. Những ai nghe và kết nối giờ này được phước trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những người nghe và kết nối giờ này được phước trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những người đang nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này được phước trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Thánh Linh ơi, hãy mưa xuống trên họ giờ này. Hãy mưa Thánh Linh của Chúa xuống trên anh chị em con giờ này. Hãy mưa Thánh Linh của Ngài trên anh chị em con giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận đi anh chị. Đón nhận đi. Đón nhận đi. Hỡi những linh hồn mỏi mệt, hãy được nghỉ ngơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi những linh hồn nặng gánh, hãy được yên nghỉ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi những linh hồn đau yếu, hãy được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi những linh hồn bị trói buộc, hãy được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi cầu ban cho em được nghỉ ngơi, được tự do, được chữa lành giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Oh hallelujah. Tiếp tục anh chị em, mở môi miệng mình ra và công bố. Còn cảm ơn Chúa sự chữa lành của Ngài trên con. Con cảm ơn Chúa vì được làm con cái của Ngài. Con cảm ơn Chúa vì bởi lần roi Chúa Giêsu chịu mà con được chữa lành. Cảm ơn Chúa được làm con cái của Ngài. Con được phước và được Ngài dẫn dắt, được Ngài ban ơn, được Ngài chỉ bảo. Cầu nguyện anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con là con cái của Ngài. Con không thuộc về Satan, không thuộc bóng tối, không thuộc tội lỗi. Nhưng con thuộc về ánh sáng, thuộc về sự thánh khiết, thuộc về lẽ thật, thuộc về con Đức Chúa Trời. Hallelujah. Công bố anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều, cảm ơn Ngài thật nhiều. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài thật nhiều, cảm ơn Ngài thật nhiều. Tiếp tục anh chị em. Tiếp tục hãy công bố quyền của mình. Hãy công bố quyền của mình. Ngày hôm nay đó, Satan nó đang dùng sự chết để nó cai trị thế giới này. Anh em thấy không? Sự chết khắp mọi nơi. Bệnh tật đau yếu trói buộc đổ vỡ, chiến tranh giết người. Đau đớn tổn thương. Satan đang dùng sự chết để cai trị tất cả những người trên đất này. Nhưng tôi nói với anh chị em nè, anh chị em mình khác. Anh chị em mình khác hoàn toàn. Anh chị em mình không ở dưới quyền sự chết của Satan. Anh em hãy nhớ điều đó. Anh em đang ở dưới tay ân điển của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời quản trị anh chị em bởi sự sống trong con của Ngài. Anh chị em đi tới đâu, sự sống lan tỏa tới đó. Bình an, chữa lành, tự do, yêu thương, tha thứ, không ạ, hiền lành, tử tế, chân thật, lan tỏa tới ra. Anh chị em thấy không ạ? Con cái của Chúa khác con cái đời này chỗ đó ra. Con cái đời này đi tới đâu thì đem cái sự chết tới đó. Nhưng con cái Đức Chúa Trời đi tới đâu đem sự sống tới đó. Anh chị em hiểu không ạ? Cho nên tôi nói anh chị em hãy công bố mình là kênh dẫn sự sống của Đức Chúa Trời. Anh em hãy nghe tôi ha, công bố. Tạ ơn Chúa, con là kênh dẫn sự sống của Ngài.
con là kênh dẫn cho ánh sáng của Ngài, con là kênh dẫn cho phước hạnh của Ngài, con là kênh dẫn cho tình yêu của Ngài, con là kênh dẫn quyền năng của Ngài, con là kênh dẫn cho sự chữa lành của Ngài, con là kênh dẫn cho sự giải cứu của Ngài. Tạ ơn Chúa Giêsu. Con đi đến đâu, sự sống cai trị đến đó. Con đi đến chỗ nào, sự sống cai trị chỗ đó. Con chạm đến người nào, sự sống chạm đến người đó. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Anh chị em thấy không ạ? Hallelujah. Đó là sự khác biệt ha. Cho nên anh chị em nhớ, nhớ điều này, nhớ và đừng bao giờ quên à, chúng ta không thuộc quyền của Satan, không bao giờ nữa, vì chúng ta đã thoát khỏi rồi. Chúng ta đã được Cha trên trời dời từ nước tối tăm qua nước sáng lạn. Nên đọc Colossae chương 2, anh em thấy ha, chúng ta được dời từ nước chương 1 câu 13, chúng ta được dời từ nước tối tăm của Satan qua nước sáng láng lạ lùng của con Đức Chúa Trời. Chúng ta được dời từ sự chết qua sự sống rồi. Cho nên anh chị em ơi, đừng bao giờ để cho phép sự chết của Satan cai trị nữa. Đừng bao giờ chống trả lại nó, chống trả bệnh tật, chống trả trói buộc, chống trả tội lỗi, chống trả Satan, chống trả những cái điều chết chóc. Amen. Chống trả nó thì nó sẽ lánh xa chúng ta. Amen. Dạ. Trong danh Chúa Giêsu, một lần nữa anh chị em công bố ra miệng mình nha, công bố cùng tôi. Tôi biết những lời công bố này nó nhắc nhở tâm linh anh chị em thôi, trong vậy đó. Trong danh Chúa Giêsu, tôi không thuộc quyền của sự chết. Tôi là con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Tôi thuộc quyền của sự sống trong ân điển Chúa Giêsu. Tôi đi đến đâu, tôi đem sự sống đến đó. Tôi đi đến đâu, sự sống trong tôi ảnh hưởng đến đó. Tôi đi đến đâu, sự sống trong tôi cai trị đến đó. Nơi đó có sự sáng, sự sống, sự yêu thương. Tôi là kênh dẫn của Đức Chúa Trời cho thế giới này. Tôi là kênh dẫn yêu thương của Đức Chúa Trời cho thế giới này. Tôi là kênh dẫn quyền năng của Đức Chúa Trời cho thế giới này. Tôi là kênh dẫn chữa lành của Đức Chúa Trời cho thế giới này. Tôi là kênh dẫn của sự giải cứu tự do của Đức Chúa Trời cho thế giới này. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Amen ạ. Tạ ơn Chúa. Đây là một lẽ thật rất căn bản mà tôi muốn nhắc nhở anh chị em trước khi mình bước vào bài học ha. Chúng ta không ở dưới sự cai trị của sự chết. Chúng ta không bao giờ còn ở dưới cai trị của Satan một giây nào nữa. Chúng ta đã được Chúa dời đi rồi. Bây giờ chúng ta nắm lấy sự sống và cai trị thế giới này. Chúng ta là người biến đổi chính mình, biến đổi mọi người xung quanh và biến đổi thế giới. Amen. Tôi là người biến đổi chính mình, biến đổi thế giới xung quanh và biến đổi mọi người xung quanh và biến đổi thế giới, biến đổi đất nước và biến đổi thế giới, phải không ạ? Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Amen. Rồi anh chị em, trước khi mình bước vào bài học, chúng ta cũng như thường là tôi nhờ anh chị em cộng tác cùng tôi chia sẻ livestream này trên trang cá nhân của mình và trên những nhóm, trên những cái group, trên những cái nơi mà anh chị em tham gia, để nhiều người được nghe lời của Chúa và được biến đổi. Tôi rất thích những con người đến với Chúa và họ được biến đổi. Họ được ăn năn tội lỗi, họ được tái sanh, họ được biết Chúa Giêsu và họ trở thành con cái của Chúa, trở thành anh chị em với chúng ta. Amen. Cái điều đó là điều phước hạnh nhất. Chia sẻ đến anh chị em. Chúa ban phước cho tất cả anh chị em buổi tối ngày hôm nay. Tôi rất vui mừng vì gặp anh chị em tại nơi này. Và tôi nhìn thấy hầu hết anh chị em đều là những khuôn mặt quen thuộc, khỏe mạnh, tươi mới. Amen. Tôi biết rằng lời của Chúa nó ban phước cho anh chị em. Anh chị em biết đời sống cơ đốc của chúng ta nó phụ thuộc vào lời của Chúa. Phụ thuộc vào lời Chúa. Và chúng ta ngày hôm nay được phước là nhờ lời của Chúa. Cho nên chúng ta đừng có than khóc nữa nha. Đừng có than khóc với những nan đề của mình. Nếu mình bệnh tật đừng có than khóc. Mình nợ nần đừng có than khóc. Mình xung đột mất mát đừng có than khóc. Vì sự than khóc nó không giải quyết được gì cả. Hôm nay Chúa ban cho chúng ta một kho tàng ân điển trong lời Ngài. Và Chúa Giêsu đã hoàn thành mọi điều để chúng ta được sống rồi. Cho nên khi anh chị em bệnh, khi anh chị em yếu đuối, đừng than khóc. Thay vì than khóc, hãy công bố lời Chúa. Bởi lần rồi Chúa Giêsu chịu, thân thể ta được lành. Hãy công bố lời Chúa, Thánh Linh trong ta sẽ làm thân thể ta lại sống. Và nàng cứ nở nụ cười, vui mừng nhảy múa trước mặt Chúa. Không có gì phải khóc lóc hết. Bất kể một hoàn cảnh nào, tôi tin xác với một điều rằng luôn có lời của Chúa để trị hoàn cảnh đó, để hoán cải hoàn cảnh đó, để thay đổi hoàn cảnh đó. Và chính lời Chúa là công cụ Chúa dùng để ban phước cho chúng ta khi chúng ta tin. Cho nên amen mà. Cho nên đừng buồn rầu nữa, đừng khóc lóc nữa, đừng rơi nước mắt nữa, nhưng hãy luôn luôn nở nụ cười. Vì ngày hôm nay
Tín đồ tâm ước các thánh linh của Chúa ngự bên trong, và khi miệng của họ nói ra lời của Ngài thì núi kia cũng phải chuyển dời, Satan kia cũng phải bỏ chạy, những quyền lực sự chết phải tiêu tan, bóng tối phải tan tành và ánh sáng lại mọc lên. Kinh Thánh chép rằng những người tin Ngài sẽ có mặt trời công chính mọc lên, và trong tia sáng của nó có sự chữa lành, chữa lành thân thể, chữa lành tài chính, chữa lành gia đình, chữa lành người thân, chữa lành những người xung quanh, chữa lành hội thánh, chữa lành anh em, chữa lành mọi người. Trong cánh của nó có ánh sáng, mình thấy không ạ? Trong bóng cánh của nó có ánh sáng. Mặt trời công chính đó chính là ai? Chúa Giêsu Christ mọc lên trên chúng ta, và tia sáng của nó là quyền năng của Thánh Linh khai phóng ra nhờ lời của Đức Chúa Trời, đập bể tất cả mọi đá sỏi, núi đồi, tất cả san băng hết cho tất cả chúng ta đi qua. Hãy nói một lần nữa, tôi khích lệ anh chị em đừng than khóc, vì sự than khóc của chúng ta không thay đổi hoàn cảnh. Tôi muốn nói là một lần nữa là giọt nước mắt của anh chị em không thể thay đổi hoàn cảnh, không thể chữa lành bệnh tật, không thể đuổi con quỷ được, nhưng mà lời Đức Chúa Trời nói rằng bởi đức tin sẽ chữa lành bệnh tật, đuổi ma quỷ và thay đổi hoàn cảnh. Anh chị em amen không ạ? Cho nên đừng than khóc nữa, hãy vui mừng nhảy múa. Amen chưa? Cảm ơn Ngài. Đây là lời tôi khích lệ anh chị em, vì tôi nhìn thấy anh chị em ở đây rất là trung tín trong lời Ngài, và tôi rất yêu quý tấm lòng của anh chị em. Vì mỗi buổi tối thứ tư, tối thứ sáu, anh chị em rất yêu lời Chúa. Và tôi nói thiệt, tôi rất mong đợi những cái thời giờ này để được thông công cùng với anh chị em. Và buổi tối hôm nay đó, chúng ta nói một chút về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, gọi là báp têm bằng Đức Thánh Linh. Báp têm bằng Đức Thánh Linh, đề tài này không mới, nhưng tại sao phải nói? Anh em biết không? Nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng. Giống như có một người có một người hỏi ông Richard bên kia: ông ơi, ông không có cái gì chia sẻ hay sao mà suốt ngày ông cứ nói về sự tái sanh? Ngày nào ông cũng nói sự tái sanh, bài giảng nào ông cũng chen cái sự tái sanh vô. Thì ông Richard bên kia ông nói là không, tôi không có gì để nói đó, cho đến khi anh chưa được tái sanh tôi phải nói về sự tái sanh. Anh chưa được tái sanh thì tôi cứ phải nói về sự tái sanh. Và ngày hôm nay cũng vậy, rất nhiều con cái Chúa chưa nhận được báp têm bằng Đức Thánh Linh, cho nên tôi phải nói về báp têm bằng Đức Thánh Linh. Tôi nói cho đến khi hàng triệu cơ đốc nhân trên đất nước Việt Nam này tất cả đều được báp têm Thánh Linh thì tôi hết nói. Anh em nghe, phải nói. Ngày nào còn những con người mà gửi mail, gửi tin nhắn chưa biết báp têm Thánh Linh là gì thì chúng ta vẫn còn có trách nhiệm phải nói về báp têm bằng Đức Thánh Linh, vì nó quá quan trọng. Nó quá quan trọng. Amen, nó quá quan trọng. Ok. Đó anh chị em. Dĩ nhiên đề tài báp têm bằng Đức Thánh Linh thì không mới, nhưng mà nó rất cần. Nó rất là cần. Giống như chuyện mình ăn cơm vậy nè. Ăn cơm thì nó không gì mới, nhưng nó cần. Giống chuyện mình uống nước vậy thôi. Nước thì không gì mới, dưới trời bầu trời này không có ai nói nước là mới cả, nhưng nó cần. Không có là không được. Chị em ha. Vì vậy cho nên trong mình lục lại trong các sách phúc âm đó, nhất là phúc âm Giăng, tôi rất thích phúc âm Giăng nói về điều này. Chúa Giêsu nói rất rõ hai kinh nghiệm khác nhau của một đời sống tín đồ. Ngay khi Chúa Giêsu gặp thiếu phụ Samari bên giếng nước trong chương 4, Chúa Giêsu nói rất rõ rằng người nào uống nước này sẽ còn khác nữa, nhưng uống nước ta ban sẽ trở thành một mạch nước trong lòng văng ra cho đến sự sống đời đó, không còn khác nữa. Người nào uống nước ta ban sẽ không còn khác nữa. Đây là Chúa Giêsu nói về kinh nghiệm tái sanh. Một người được tái sanh, được sinh lại bởi Thánh Linh, và Thánh Linh ngự trị bên trong lòng, thì người đó không còn khát khao những điều chết chóc của thế gian này nữa. Người ta coi những việc của thế gian này là quá tầm thường. Tôi tin rằng tất cả chúng anh chị em trên live stream này là những anh chị em đã tin Chúa, đã được tái sanh, chị em đã từng kinh nghiệm điều đó, phải không ạ? Kinh nghiệm sự tái sanh. Khi chúng ta chưa biết Chúa, chúng ta uống những nước tạm bợ của thế gian này, chúng ta uống những cái phim ảnh Hàn Quốc, phim ảnh giải trí, phim bạo lực, phim hành động của Hollywood, của Mỹ, và chúng ta thấy nó thỏa mãn cái cơn khát của linh hồn mình. Nhưng mà rồi xem hết bộ phim này, chúng ta lại phải xem bộ phim khác. Chúng ta không thấy nó được an ủi. Chúng ta liên tục phải cứ giải trí, vì cái trí mình là có vấn đề, cho nên mình phải đi giải. Phải không vậy? Chúng ta đến chỗ này chỗ kia, karaoke, đến vũ trường, đến chỗ này chỗ nọ để ta giải, vì cái trí mình là có vấn đề. Chứ nếu một người mà có tâm trí bình thường thì không cần phải giải, vì nó bất thường cho nên phải đi giải. Và đó tôi gọi là những nước của thế gian này.
Và Chúa Giêsu nói rằng người nào uống nước của thế gian này sẽ còn khát biết thật, càng uống càng khát, càng uống càng khát, càng uống càng đòi hỏi những cấp độ cao hơn. Nó cũng giống như một người nghiện ma túy vậy đó, không khác gì đâu anh chị em. Tôi đã nghe những người nghiện ma túy nói rồi, cái liều lượng của nó tăng theo thời gian. Hôm nay chích một liều, nhưng ngày mai phải chích liều rưỡi, ngày mốt phải chích hai liều, từ từ gia tăng cho đến khi sốc thuốc mà chết. Đây là nước của thế gian, không bao giờ đem lại sự mãn nguyện cho con người. Nhưng khi Chúa Giêsu đến và bởi sự chết của Ngài lên thập tự giá, và Ngài có quyền tha tội cho con người, Ngài có quyền nói với con người rằng bây giờ nếu ngươi tin, ngươi trở thành con trai con gái của Đức Chúa Trời, và ta sẽ ban Thánh Linh ta cho ngươi, để Thánh Linh đến ngự trong lòng ngươi, tái sanh linh hồn ngươi, ngươi trở thành một tạo vật mới. Và Thánh Linh mà ta ban cho con sẽ trở thành một mạch nước sống trong lòng, chảy ra, cứ chảy miết ra, chảy miết ra, và con không còn cần phải uống ở đâu khác nữa. Con không cần phải đi tìm lên karaoke vũ trường nữa. Con không cần tìm đến thuốc phiện, không cần tìm đến thuốc lào, thuốc lá nữa. Con không cần tìm đến ly bia, ly rượu nữa. Con không cần tìm đến những sự gian dâm ô uế nữa. Nhưng linh hồn con vẫn cảm thấy bình an, vui mừng, tươi tắn và thỏa lòng. Tôi gọi đó là kinh nghiệm của sự tái sanh mà Chúa Giêsu đã chia sẻ cho thiếu phụ Samari tại bên giếng nước. Khi bà ấy có một cuộc đời đổ vỡ, có một cuộc đời đầy cay đắng trong 5 lần của hôn nhân không thành công, phải không chị em? Và bà ấy bừng tỉnh cơn mê, bà ấy tiếp nhận Chúa Giêsu như là một đấng cứu thế của đời mình, và bà ấy hoàn toàn được biến đổi, bà ấy trở thành một con người la lên mà không còn xấu hổ nữa cho tất cả làng sống xung quanh ở trong là xứ Samari lúc bấy giờ, làng Sikha lúc bấy giờ, và người ta ùn kéo đến để nghe Chúa Giêsu, và họ tiếp nhận Chúa Giêsu, họ tiếp nhận Chúa Giêsu, và họ đã được tái sanh, họ đã được thỏa lòng, họ đã được bình an, họ đã được vui mừng như chính bà ấy. Ngày hôm nay hơn gần 400 anh chị em trên live stream này, tôi tin rằng phần lớn trong chúng ta đã kinh nghiệm được một đời sống tinh thần mới hoàn toàn khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu. Khi chúng ta lần đầu tiên quỳ gối và nói Chúa Giêsu ơi, con là một tội nhân, con sống cuộc đời đầy dẫy khó nhọc, con sống cuộc đời vô nghĩa vô vọng ở trong thế giới này. Chúa ơi thương xót, hãy thương xót, tha thứ và bước vào lòng con. Ngay khi anh chị em nói lời đó, anh chị em đã không còn khác nữa. Tôi đã kinh nghiệm điều này hơn 30 năm trước. Thưa quý ông bà anh chị em, khi tôi đón nhận Chúa Giêsu vào lòng, những cơn khát buồn chán, những cơn khát của thế giới này không còn nữa, lập tức biến mất. Và chúng ta vui mừng, bình an, thỏa nguyện từ bên trong, chứ không tìm kiếm những cái điều bên ngoài. Amen anh chị em, đây là kinh nghiệm Chúa Giêsu. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không dừng lại ở đó. Ngày hôm nay có rất nhiều tín hữu chỉ dừng lại ở kinh nghiệm tái sanh, dừng lại ở cái kinh nghiệm là đã thỏa cơn khát nội tâm, cảm thấy bình an, cảm thấy vui mừng, cảm thấy thỏa lòng. Ôi cuộc sống của tôi bây giờ tôi đã có nụ cười, tôi quá được phước, tôi làm gì tôi cũng được phước. Tôi cảm thấy trong lòng mình hoàn toàn tự do. Tôi cảm thấy là có thể sống một mình mà không còn cảm thấy buồn chán như xưa nữa. Vân 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 vân. Nhiều cái cung bậc của đời sống tinh thần anh chị em đã kinh nghiệm. Nhưng nhiều tín hữu đã dừng lại chỗ đó, không chịu đi tiếp. Nhưng anh chị em nhìn vào Kinh Thánh sẽ thấy, anh chị em thấy Kinh Thánh trong Giăng chương 7, tức là cách đó 3 chương tiếp theo, Chúa Giêsu đứng lên trong ngày lễ, những ngày trọng thể của kỳ lễ, thì Chúa Giêsu mới la lên, kêu lên: kẻ nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh chép. Ngài nói điều đó chỉ về Đức Thánh Linh, là những người tin Ngài sẽ nhận lấy, vì lúc bấy giờ Thánh Linh chưa được ban xuống. Cái kinh nghiệm thứ hai này, Chúa Giêsu ý đang muốn nói về điều gì? Ý Chúa Giêsu đang muốn nói về một cái kinh nghiệm tuôn đổ của Đức Thánh Linh một cách mạnh mẽ hơn, một cách quyền năng hơn. Và ở trong chương 4 thì Ngài nói về mạch nước, Ngài nói về những con suối nhỏ bên trong. Thì hôm nay trong chương 7 Ngài nói về những con sông, Ngài nói về những con sông. Và khi chúng ta liên kết điều này với những kinh nghiệm trong ngày lễ ngũ tuần của chương 2 thì chúng ta thấy rõ ràng
Chúa Giêsu đang có ý định nói rằng những con sông đó đó chính là sự tuôn đổ Đức Thánh Linh vào ngày lễ ngũ tuần mà Kinh Thánh gọi là báp têm bằng Đức Thánh Linh. Trong ít ngày nữa các ngươi sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Dân làm báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng đấng đến sau ta, dân nói đó, ta làm báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng đấng đến sau ta sẽ làm báp têm cho các ngươi bằng Thánh Linh và bằng lửa. Anh em thấy không? Hai kinh nghiệm này hoàn toàn khác nhau. Anh em nhé, khác nhau hoàn toàn. Đó không phải là một đâu, không phải là một đâu, thưa anh chị em. Và nếu chúng ta đọc lại, chúng ta sẽ thấy rõ ràng sau khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời và 40 ngày sau, 40 ngày sau, thì ở với môn đồ 40 ngày sau và Chúa Giêsu thăng thiên về trời, thì sau cái thời điểm Chúa Giêsu thăng thiên về trời thì cách đó 10 ngày, tức là 50 ngày kể từ ngày Chúa sống lại, thì trong một cái sự kiện hết sức độc đáo, hết sức quan trọng, hết sức mâu nhiệm, là 120 môn đồ của Chúa đã nhóm họp tại phòng cao. Anh em thấy. Và Kinh Thánh kể lại trong ngày lễ ngũ tuần đó, Chúa Thánh Linh đã đến như một cơn gió thổi ao ao trong phòng kín, lửa bằng lửa hiện ra đầu trên đầu mọi người, và ai nấy đều được đầy dậy Đức Thánh Linh, khởi sự nói thứ tiếng khác như Đức Thánh Linh cho mình nói. Đây chính là kinh nghiệm được thành hiện thực của cái chuyện mà Chúa Giêsu đã rao bảo cho những ai khao khát tin cậy Ngài đến mà uống Đức Thánh Linh trong chương 7 câu 38-39 của Phục Âm Giăng. Và kể từ đó anh chị em ơi, Hội Thánh bắt đầu khai sinh. Anh em thấy không ạ? Từ 120 con người nhút nhát rụt rè trốn tránh, nhóm lại phải đóng kín cửa, thì sau khi Đức Thánh Linh tuôn đổ những dòng sông sự sống đó trên họ đầy quyền năng, khiến biến họ trở thành những con người dạng dĩ khôn ngoan, đầy phép lạ, và họ đã rao giảng phúc âm không còn sợ hãi né tránh, để cho 3.000 người đầu tiên được nhập vào Hội Thánh trong ngày lễ ngũ tuần. Anh chị em thấy chưa? Và kể từ đó Hội Thánh lan ra, Hội Thánh tràn ra, Hội Thánh chiếm hữu, Hội Thánh cai trị, Hội Thánh tuôn đổ sự sống, Hội Thánh đi đến đâu người chết sống lại đến đó, Hội Thánh đi đến đâu người què trở nên lành lặn, người mù trở nên sáng, người chết thì sống lại, những người tội lỗi thì được tha thứ, toàn bộ những dân xung quanh đều được trở lại đạo. Anh chị em đọc sách Công Vụ Sứ Đồ, anh em sẽ thấy đây là không khí và sức mạnh của Hội Thánh đầu tiên, qua những con người đầu tiên được nhận báp têm bằng Đức Thánh Linh bằng cách khởi sự nói thứ tiếng mới. Anh em thấy không ạ? Những con người yếu đuối nhút nhát, những con người không làm nên một cái tích sự gì, những con người thậm chí trong số đó có những người chối Chúa, trong số đó có những con người đã tuyệt vọng bỏ về quê để làm ruộng trở lại hay đánh cá trở lại, nhưng mà rồi họ được báp têm bằng Đức Thánh Linh, họ biến đổi hoàn toàn, lửa từ trời giáng xuống họ, họ dạng dĩ, họ mặc lấy năng quyền và họ bắt đầu nhân lên. Như nãy tôi nói đó, sự sống bắt đầu cai trị trong Hội Thánh. Hội Thánh đi đến đâu, sự chết bị tiêu diệt đến đó. Hội Thánh đi đến đâu, bóng tối bị xô tan đến đó. Hội Thánh đi đến đâu, bệnh tật bị hủy diệt đến đó. Tất cả mọi thứ gì thuộc về sự chết đã bị sự sống trong Hội Thánh đốt hết. Anh chị theo, tôi muốn anh chị đọc Công Vụ Sứ Đồ và để ý điều đó. Những điều đó chỉ được xảy ra sau ngày lễ ngũ tuần. Vì thế cho nên tôi mới nói tại sao tôi phải nói tiếp về báp têm Thánh Linh. Vì nó rất quan trọng, nó rất quan trọng. Nó là sự sống cho Hội Thánh, nó là linh hồn của Hội Thánh, nó là sức mạnh của Hội Thánh, nó là quyền năng của Hội Thánh, nó là sự biến đổi của Hội Thánh, nó là cuộc cách mạng triệt để trong Hội Thánh. Đó là báp têm Thánh Linh. Thưa quý con cái Chúa trên live stream, Hội Thánh mà chưa kinh nghiệm báp têm Thánh Linh thì đó là một tổ chức tôn giáo yếu ớt, không làm nên tích sự gì. Không, mình nói sự thật, nói vậy cho nó tỉnh ngộ, không làm nên tích sự gì. Hội Thánh mà không kinh nghiệm báp têm Thánh Linh thì đó chỉ là một tổ chức từ thiện, một tổ chức làm công tác xã hội, một tổ chức tôn giáo bịt bợm thôi. Dùng từ bịt bợm tức là lừa người ta thôi, để cho người ta cái bánh vẽ để lên thiên đàng vậy thôi, rồi thu góp một tí tài sản, rồi ông này chiên miếng, ông kia chiên miếng, rồi đánh nhau chửi nhau. Anh em nhìn sẽ thấy đó là kết quả. Cho nên Hội Thánh mà không báp têm Thánh Linh thì đó là Hội Thánh như cái xác không có hồn,
như cái mã loạn gọi là bên ngoài tô trắng mà bên trong đầy xương người chết, không thối tha móc lên và không ai ngửi nổi. Cho nên tôi nói anh chị em, tại sao mình cứ phải nói và bắt đem Thánh Linh? Vì nó là sự sống. Nếu như chúng ta là những người đem sự sống đi mà chúng ta không có sự sống thì thật mâu thuẫn, phải không anh chị em? Thật mâu thuẫn. Không có cái năng lực, không có cái sự chuyển tải cái năng lực sự sống. Con sông trong chúng ta là một cái hồ ao tự động chứ không phải là con sông tuôn chảy. Anh em nhìn thấy những cái hồ ao tự động chưa? Thôi lắm. Nhưng con sông tuôn chảy thì luôn luôn gì đem phù sa đến những nơi cần. Anh em thấy những cái làng mạc ở cạnh con sông không? Những cái rừng cây ở cạnh con sông không? Nó luôn trù phú, nó luôn xanh mát. Anh em thấy những thành phố có những con sông chảy qua không? Nó luôn sạch sẽ và không khí luôn trong lành. Cho nên tôi nói với anh chị em, hội thánh mà không bắt tên Thánh Linh là hội thánh của những ao tù đầy ruồi muỗi, ruồi nhặng, hôi thối, ghê lắm. Nói chung là không thể chấp nhận được. Cho nên chúng ta, tôi và bạn chị em, phải cần những con sông sự sống từ Đức Thánh Linh giáng xuống. Hội thánh là gì thì mình học rồi phải không ạ? Hội thánh không phải là cái nhà, hội thánh là con người. Hội thánh là tôi, là ông bà anh chị em. Hai người thì cũng là một hội thánh rồi. Hội thánh là những con người tin Chúa Giêsu và nhóm lại, những con người được tái sinh và nhóm lại, đó là hội thánh. Hội thánh phải cái nhà. Cho nên những con người nhóm lại phải là những con người đầy dẫy Thánh Linh, những con người bắt tên Thánh Linh thì đó mới đem lại sự sống, mới lan tỏa sự sống, đem lại quyền năng và biến đổi xung quanh. Và chúng ta nhìn vào công vụ sứ đồ là mình thấy rõ điều này. Không còn phải bàn cãi nữa. Còn ai muốn bàn cãi thì cứ bàn cãi. Nhưng mà tôi nói rằng rõ ràng, cứ mình nhìn đi, trước công vụ sứ đồ đoạn 2 điều gì xảy ra, và sau công vụ sứ đồ đoạn 2 thì điều gì xảy ra. Anh chị em hãy so sánh một cách công tâm đi, đừng tay vị, đừng định kiến. Hãy lấy bút lấy giấy ra và ngồi xuống và đọc giùm tôi trước công vụ chương 2 đi. Những sứ đồ họ làm gì, họ có thể làm gì, họ đang ở đâu, thái độ họ thế nào, năng lực họ ra sao. Rồi sau công vụ các sứ đồ đoạn 2 họ làm gì, thái độ tinh thần họ ra sao, họ có năng lực gì. Anh chị viết xuống đây sẽ thấy cái tác dụng của bắp tem bằng Đức Thánh Linh. Amen chưa anh chị em? Đó là lý do. Lịch sử nó là như vậy. Và chúng ta không thể nào sống mà không có lịch sử. Chúng ta có ngày hôm nay bởi vì cha ông chúng ta đã đi trước. Chính lịch sử đã kiến tạo ra những điều chúng ta nhận hôm nay. Amen không ạ? Đó. Chúng ta phải nghiên cứu, phải nhìn thấy lịch sử, nhìn thấy những điều mà Đức Chúa Trời hành động, được ghi chép lại trong Kinh Thánh và trong Hội Thánh trải qua các thời kỳ. Trải qua các thời kỳ. Rồi sao anh chết? Rồi sao nào? 300 năm đầu tiên, dưới quyền năng của Đức Thánh Linh đã bắt tem Hội Thánh của Chúa, dưới sự tận tụy và tận hiến của các môn đồ sứ đồ đầu tiên, toàn bộ thế giới lúc bấy giờ đã đầu phục Đấng Christ. Tôi nói cho nên điều đó là điều diệu kỳ. Toàn bộ luôn, cả một đế quốc La Mã rộng lớn, họ đã đầu phục và công nhận Cơ Đốc giáo là quốc giáo. Nhưng đáng tiếc thay, khi tiền tài quyền lực bước vô thì cũng là lúc Đức Thánh Linh bước ra. Đức Thánh Linh bước ra. Và kể từ năm 400 sau Công Nguyên, Hội Thánh của Chúa bắt đầu đi vào con đường hết sức là bậy bạ và tồi tệ. Anh em thấy không ạ? Rất tồi tệ. Và họ bắt đầu không còn thấy quyền năng Thánh Linh tuôn đổ nữa, không còn thấy dấu kỳ phép lạ nữa, không còn thấy những cái điều này điều nọ. Và cho đến năm thứ 1000 sau Công Nguyên thì nó tắt hoàn toàn. Năm 1000 sau Công Nguyên thì Hội Thánh của Chúa đã bước vào một thời kỳ đen tối cực kỳ trong lịch sử Hội Thánh. Đen tối cực kỳ. Người ta bán bùa xá tội để kiếm tiền, không ạ? Người ta bán bùa xá tội để kiếm tiền. Người ta lừa dối, người ta gian dâm, người ta ô uế, và người ta nghĩ ra đủ các hình thức thờ lại thần tượng để người ta cột trói những tín đồ ở trong cái tổ chức giáo hội thời bấy giờ. Và điều gì xảy ra anh chị em? Đến thế kỷ thứ 15 thì linh mục Martin Luther đã làm một cuộc cải chánh, cải chánh, bước ra khỏi giáo hội đen tối đó và trở thành một nhánh mới gọi là Tin Lành như chúng ta đã có hôm nay. Nhưng đó chưa phải là tất cả.
chúng ta bước ra, đồng ý chúng ta bước ra với đức tin xác quyết vào sự cứu rỗi. Nhưng chỉ dừng lại ở kinh nghiệm của thiếu phụ Samari, kinh nghiệm của những con suối biến đổi bên trong, những con suối tẩy sạch tội lỗi, những con suối khiến cho chúng ta bình an vui mừng, và chúng ta ngừng lại ở đó, ngừng lại ở đó. Chúng ta đánh mất hoàn toàn kinh nghiệm những dòng sông sự sống tuôn chảy, đánh mất. Và cho đến tận đầu thế kỷ 20, Chúa là một điều mới lạ, một điều mà chưa bao giờ hội thánh của Chúa kinh nghiệm được. Vào rạng sáng ngày 1 tháng 1 năm 1901, tôi muốn anh chị em ghi nhớ ngày giờ này nha. Rạng sáng ngày 1 tháng 1 năm 1901, Chúa Thánh Linh đã bất thình lình giáng xuống một nhóm sinh viên đang tìm kiếm Ngài tại một học viện Cơ Đốc ở Mỹ. Anh em thấy đặc biệt không nha? Rạng sáng ngày 1 tháng 1 năm 1901, một lần nữa lễ ngũ tuần tái hiện và Thánh Linh giáng xuống tại một nhóm sinh viên trong một học viện ở Kansas dưới sự dẫn dắt của mục sư Charles Burham. Anh chị em đọc lại lịch sử hội thánh sẽ thấy. Và những sinh viên này lần đầu tiên họ khởi sự nói tiếng lạ. Wow. Tận 1900 năm, gần 1900 năm, cái dấu hiệu Thánh Linh tuôn đổ đã hoàn toàn tắt ngấm, nhưng bây giờ lại xuất hiện, xuất hiện. Và 5 năm sau cái phong trào đó bắt đầu dấy lên, dấy lên. Và một lần nữa Đức Thánh Linh lại tác động một cách mạnh mẽ trên một nhà truyền giáo Gia Mộc ở tại Los Angeles ở Mỹ, ở phố Azusa. Và Thánh Linh đã giáng xuống trên họ một cách mạnh mẽ, và bằng chứng là họ nói tiếng lạ. Và từ những bước khởi đầu này, anh chị em thấy không, phong trào ngũ tuần hiện đại đã ra đời. Anh chị em ngày hôm nay thấy có hệ phái ngũ tuần đúng không ạ? Hệ phái ân tứ, hệ phái ngũ tuần này nọ, nó ra đời từ đó, ra đời từ cái sự tuôn đổ Thánh Linh ở phố Azusa tại Los Angeles trên một mục sư da màu thời bấy giờ. Và nó lan tỏa, lan tỏa, lan tỏa, lan tỏa, lan tỏa. Và điều này rất có ý nghĩa thưa bạn chị em. Cái phong trào này nó phát triển rất là nhanh. Hệ phái ngũ tuần ân tứ là một nhánh phát triển nhanh nhất trong các hội thánh Cơ Đốc ngày nay. Và ngày nay hơn một nửa những Cơ Đốc tin lành, những người Cơ Đốc nhân xưng mình là tin lành đó, thì đã nhận bắp tên Thánh Linh và nói tiếng lạ, hơn một nửa. Anh chị em thấy không? Phong trào này được Đức Chúa Trời ủng hộ, tái hiện lại, và đã làm cho họ kinh nghiệm trở lại ngày lễ ngũ tuần cách đây 2000 năm. Rất là diệu kỳ, rất là diệu kỳ. Đó. Và hiện nay con số của những người được bắp tên Thánh Linh mỗi ngày càng gia tăng, càng gia tăng. À, như ông Ri Hạch Bôn Kỳ ông nói đó, có những lần ông kinh nghiệm 1 triệu tín đồ nói tiếng lạ cùng một lúc. Ông Mahesh Chadda đó, ông kinh nghiệm 50.000, 100.000 tín đồ mới nói tiếng lạ cùng một lúc, bắp tên Thánh Linh cùng một lúc, như một con sông chảy ao ao trong những buổi nhóm tuyệt vời như vậy. Anh chị em thấy, anh chị em đọc những cái sách đó kể lại và những cái hình ảnh minh chứng, những cái clip minh chứng, anh em sẽ thấy rất là diệu kỳ. Trong thế kỷ 20-21 này, Đức Thánh Linh bắt đầu vận hành một cách tươi mới trong hội thánh. Và vậy chứ, kèm theo đó là dấu kỳ phép lạ cặp theo. Trải qua hơn 1500 năm, phép dấu kỳ phép lạ trong hội thánh biến mất. Hội thánh trở thành một tổ chức tôn giáo u ám, yếu đuối, nghèo nàn, kinh kệ, triết lý, đạo đức xáo rộng, mất mất. Tất cả những gì mà các sứ đồ làm, như là làm người chết sống lại, người mù được thấy, người què được đi, người bệnh được chữa lành, những người tội lỗi kêu khóc ăn năn, không còn thấy nữa trong hội thánh. Nhưng kể từ thế kỷ 19 đó, khi phong trào ngũ tuần được tái hiện, bắp tên Thánh Linh được tuôn đổ trong hội thánh, thì dấu kỳ phép lạ bắt đầu được phục hồi cho đến tận ngày nay. Anh em thấy ngày nay đã, khi mở YouTube lên, ngày nay tôi cảm ơn Chúa vì chúng ta đang sống trong thế giới giống như thế giới ngày hôm nay là thế giới mà trong lòng bàn tay. Chúng ta mở ra và chúng ta thấy khắp cả thế giới. Anh chị em nhìn thấy những mục sư, những truyền đạo ở bên châu Phi, 7 người chết sống lại một lúc, họ đem những quan tài đến hội thánh cầu nguyện và người chết bừng dậy. Rồi những người què, người mù, người ung thư được chữa lành.
Đó, những dấu kỳ phép lạ xảy ra khắp mọi nơi, phong trào tiếng nói chữa lành qua những chức vụ của những đầy tớ rất lớn, và hàng ngày chuyện này là hiển nhiên. Cho nên từ kể từ lúc phong trào ngũ tuần tái hiện thì người ta hay nói cái câu phép lạ của Chúa Giêsu vẫn còn ngày hôm nay, vẫn còn ngày hôm nay. Đấy. Và điều này có ý nghĩa rất lớn trong hội thánh ở thế kỷ 21 này. Phép báp têm bằng Đức Thánh Linh đối với hội thánh khi bước sang cái thế kỷ mới này, đó là gì? Chúa Thánh Linh bắt đầu khởi sự vận hành trong hội thánh một cách tỏ tường, và ngày đến ngày tái hiện lại như một cơn mưa cuối mùa này, với mục đích của Ngài là hiệp nhất hội thánh, mục đích của Ngài là kiện toàn hội thánh, mục đích của Ngài là chuẩn bị hội thánh cho trận chiến cuối cùng, chuẩn bị hội thánh cho mùa gặt cuối cùng, chuẩn bị hội thánh để hội thánh có thể đầy đủ năng lực, đầy đủ ân tứ, đầy đủ sức mạnh, đầy đủ quyền năng, đầy đủ sự sống để đem thế giới này trở lại với Đấng Christ. Amen ạ. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói với anh chị em buổi tối hôm nay là Satan đã xen vào kế hoạch này. Satan đã xen vào kế hoạch này của Chúa Giêsu. Satan đã xen vào kế hoạch này của Đức Chúa Trời, và nó gây ra một sự chia rẽ trong hội thánh của Ngài. Đó, chia rẽ. Sự chia rẽ này thực ra không đáng có, nhưng đáng tiếc là đã đang xảy ra. Mình không nói đâu xa trên thế giới, nói tại đất nước chúng ta thôi. Amen chị em ha. Có sự chia rẽ giữa những hệ phái truyền thống và những hệ phái ngũ tuần, có sự chia rẽ. Những người không tin có báp têm Thánh Linh nói tiếng lạ thì cho những người báp têm Thánh Linh nói tiếng lạ là tà giáo, là lạc đạo, là sai lầm, thậm chí có người còn nói là ma quỷ. Và từ cái chỗ này, cái chỗ khác biệt này, Satan nó đã xoáy vào và nó khiến cho chúng ta không thể nói chuyện với nhau, mặc dù chúng ta cùng tin một Chúa, chúng ta cùng được tái sanh, chúng ta cùng hưởng sự sống đời đời, cùng ở một nơi, cùng thờ một Chúa, cùng nhận một Thánh Linh, nhưng chúng ta lại không nói chuyện được với nhau. Anh chị em thấy nó phi lý không? Rất phi lý, rất phi lý, rất phi lý, phải không chị? Rất phi lý. Ngày hôm nay đó anh chị em, sự chia rẽ này vẫn đang còn. Đó là điều rất đáng buồn. Nhưng tôi muốn nói với anh chị em rằng, thực ra đó, sự chia rẽ này không đáng có. Bởi vì báp têm Thánh Linh đó, nó không phải là cái điều đáng để chia rẽ. Không phải. Vì sao? Để tôi sẽ giải thích. Nếu như báp têm Thánh Linh là một cái điều mà như là sự tái sanh á, thì chia rẽ là đúng. Ví dụ như tôi và bạn cho em tin vào một Chúa Giêsu khác, rồi những anh em khác tin vào một Chúa Giêsu khác, thì chúng ta có thể chia rẽ nhau, phải không ạ? Cái đó là điểm mấu chốt. Nhưng đằng này, những người truyền thống và những người ngũ tuần hoàn toàn tin vào Chúa Giêsu người Nazareth, có đúng không ạ? Chúa đấng được sức dầu. Chúng ta cả hai hoàn toàn tin vào sự chết đền tội của Ngài trên thập tự giá, phải không ạ? Chúng ta cả hai đều tin vào sự sống lại của Chúa Giêsu sau 3 ngày ở dưới âm phủ, phải không ạ? Tất cả hai đều tin vào sự thăng thiên của Chúa và tin vào sự tái lâm của Chúa, phải không ạ? Tất cả chúng ta đều chịu chung một phép báp têm, uống chung một Thánh Linh, tin chung một Chúa, gọi một Cha là Đức Chúa Trời. Đây là điểm chung. Lẽ ra chúng ta không có gì chia rẽ chúng ta được nữa. Tất cả những sự khác chỉ là những điều tiểu tiết. Những điều tiểu tiết đó có thể là báp têm bằng nước, là nhúng chìm trong nước, hay là rưới nước trên đầu. Cái chuyện này không đáng phải chia rẽ. Có đúng không ạ? Không đáng phải chia rẽ. Anh làm báp têm bằng nước, anh nhúng trong nước, ok, anh kia không chết thì rảy nước trên đầu, không sao. Đó không phải là việc để chúng ta có thể chia rẽ. Và có người thì tin rằng khi mình làm lễ tiệc thánh thì nước ngô và bánh mì sẽ biến thành huyết và thân và thịt của Chúa thật sự, để chúng ta ăn vào chúng ta được sự sống. Còn có người thì lại tin rằng đó không phải, chỉ là biểu tượng thôi. Ok, tôi cho rằng những thứ này là tiểu tiết, không đáng để chúng ta chia rẽ. Và việc báp têm Thánh Linh cũng vậy, thưa bạn chị. Tôi nói bạn chị như thế này: người được báp têm Thánh Linh
không được cứu rỗi nhiều hơn người chưa được báp têm Thánh Linh. Tôi nhắc lại nha, người được báp têm Thánh Linh không được cứu rỗi nhiều hơn người chưa được báp têm Thánh Linh. Chúng ta được cứu rỗi khi chúng ta tin vào sự chết và sự sống lại Chúa Giêsu, và tất cả chúng ta đều được tái sinh. Chúa Thánh Linh đang ngự vào trong lòng chúng ta, hầu hết là con cái của Đức Chúa Trời. Xong, đến đó là xong. Cho nên tôi nói với anh chị em á, người được báp têm Thánh Linh không được cứu rỗi nhiều hơn người chưa được báp têm Thánh Linh. Tất cả chúng ta đã được cứu, tất cả chúng ta đã là con trai con gái của Đức Chúa Trời. Nhưng sự khác biệt ở chỗ nào? Người được báp têm Thánh Linh có nhiều năng lực hơn để hầu việc Chúa hiệu quả hơn là người chưa được báp têm Thánh Linh. Nó cũng giống như trong gia đình vậy đó ha, giống như trong gia đình thôi. Cái người mà được học hành có bằng cấp á, sẽ kiếm ra nhiều tiền hơn, kiếm tiền dễ hơn. Cái người mà không có bằng cấp, không được đào tạo, không có năng lực, anh đi làm nhân công thì lương tối đa của anh 8 triệu đồng thôi. Tối đa anh làm đâu tắt mặt tôi, vì năng lực anh chỉ vậy thôi. Nhưng mà cái người có bằng đại học để làm văn phòng, để làm ra những dự án lớn, lương của họ có thể 50 đến 100 triệu một tháng. Khác nhau trong một gia đình. Như vậy trong một gia đình của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời muốn cho mọi con cái của Ngài hiệu quả. Giống như trong gia đình của anh chị em, anh chị em luôn muốn con cái của anh chị em kiếm được nhiều tiền hơn, có bằng cấp lớn hơn, năng lực lao động lớn hơn, tất cả đều muốn. Đúng rồi, nhưng đâu phải đứa nào nó tin, nó chịu khó, nó nghe lời, nó học hành thì nó mới được. Còn đứa mà ham chơi đi chăn bò thì làm sao mà được, đúng không? Và trong gia đình của Đức Chúa Trời cũng vậy. Người nào tin tất cả phúc âm thì người đó được nhận Thánh Linh, báp têm Thánh Linh, nhận quyền năng, nhận ân tứ và trở nên rất hiệu quả. Một bài giảng của họ có thể biến đổi cả một thành phố. Còn người mà không tin, không nhận báp têm Thánh Linh, giảng cả tháng không có người nào tin Chúa, không có người nào tin Chúa. Anh em hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Cho nên tôi nhắc lại, người báp têm Thánh Linh không được cứu rỗi nhiều hơn là người chưa báp têm Thánh Linh. Tất cả chúng ta đã được cứu rỗi. Mỗi lần tôi và bạn chị em đã tuyên xưng Giêsu là Chúa, tuyên xưng rằng tôi tin rằng Ngài là cứu Chúa thế gian và Ngài sống lại và Ngài sẽ trở lại đón tôi, tất cả chúng ta đã được cứu. Nhưng người báp têm Thánh Linh thì hiệu quả hơn, năng động hơn, quyền năng hơn cái người chưa được báp têm Thánh Linh. Đó là ý nghĩa, đó là ý nghĩa. Amen cho anh chị em. Cho nên tôi muốn nhắc lại trong buổi tối hôm nay, thưa anh chị em ngũ tuần và anh chị em truyền thống, chúng ta không nên chia rẽ nhau, không nên. Bản thân tôi nói thật với tất cả anh chị em, người nào đã tuyên xưng Giêsu là Chúa, tin rằng Ngài chết và sống lại, Ngài thăng thiên, những người đó là anh em, là chị em với tôi. Tôi không quan trọng người đó ở hệ phái nào, tôi không quan trọng người đó tin báp têm Thánh Linh hay không tin báp têm Thánh Linh. Tôi quan trọng miễn người đó xưng nhận Giêsu là Chúa, Giêsu người Nazareth là Chúa, người đó là anh em, là chị em của tôi. Cho nên ở đây đó, tôi đọc lại những câu kinh thánh của sứ đồ Phaolô. Ông rất là trăn trở về điều này, ông trăn trở về cái sự chia rẽ này. Thực ra nó đã có manh nha từ hội thánh đầu tiên cơ, chứ không phải đến thế kỷ thứ 19 đâu, thưa ông bà anh chị. Satan là kẻ phá bệnh, Satan là kẻ gọi là lên chân vào những cái chỗ hở để gây chia rẽ không đáng có trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì con cái Ngài không tỉnh thức và chúng ta miệt thị nhau, chúng ta chia rẽ nhau, chúng ta công kích nhau vì những điều tiểu tiết, những điều đáng lý ra không cần phải bàn đến. Trong Ê-phê-sô chương 4 câu 1 đến câu 6, sứ đồ Phao-lô chép thế này: vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến đều, mềm mại đến đều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chịu nhau. Hãy dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Anh em thấy chưa? Anh em thân mến, tất cả chúng ta, những người tin Chúa Giêsu là anh em, là chị em với nhau.
chúng ta đừng công kích nhau, chúng ta đừng miệt thị nhau, chúng ta đừng bán bỏ nhau, chúng ta đừng để cho Satan cười hội thánh của Chúa. Tôi xin nhắc lại, chuyện báp têm Thánh Linh là chuyện không đáng để chúng ta chia rẽ. Chuyện có nói tiếng lạ hay không nói tiếng lạ không đáng để cho chúng ta chia rẽ, bởi vì nó không phải là vấn đề quan trọng liên quan đến sự cứu rỗi linh hồn. Vì kiểu gì cuối cùng tôi và bạn chị em sẽ ở một nơi trên thiên đàng, ở một nơi trong trời mới đất mới. Lẽ nào Chúa lại chấp nhận sự chia rẽ trong thân thể của Chúa? Cho nên chúng ta phải suy nghĩ lại điều này. Chúng ta hãy ăn năn. Tôi nghĩ ai đó công kích, chê bai anh em mình là người yếu kém, thiếu Thánh Linh, không có Thánh Linh, tôn giáo thế này thế nọ, hãy ăn năn, hãy hạ mình. Muốn một người đến với mình, chúng ta hãy tôn trọng người đó. Tôi cũng rất không hài lòng khi chúng ta có những comment, có những cái phát biểu công kích những anh em ở những hệ phái không tin báp têm Thánh Linh. Đừng bao giờ làm điều đó. Tôi nghĩ không nên, không nên một chút nào. Chúng ta hãy tôn trọng, tôn trọng anh chị em mình là những người đã có đức tin ở Chúa Giêsu, phải không? Đức tin ở Chúa Giêsu, tôn trọng thầy anh em mình mới mở lòng đến với mình, và mình mới có cơ hội để chia sẻ, cơ hội để khuyên bảo, cơ hội để làm chứng, cơ hội để kể về những điều diệu kỳ mà Chúa đã làm trong đời sống mình qua phép báp têm Thánh Linh. Và ở chiều ngược lại, tôi cũng muốn chia sẻ điều này với tất cả những anh em truyền thống, những anh em mà cảm thấy còn mới mẻ với sự báp têm Thánh Linh, cả anh em còn cảm thấy lạ lẫm với sự cầu nguyện tiếng lạ, thì cũng hãy biết rằng tất cả chúng ta, những người tin Chúa Giêsu, đều là anh em. Chúng ta chỉ có một sự trong cậy thôi, chỉ có một Chúa thôi, một đức tin thôi, một phép báp têm, một Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta, chung Cha chung của chúng ta, Ngài ở trên tất cả mọi người, ở giữa mọi người và ở trong mọi người. Làm sao chúng ta lại chia rẽ? Cho nên không thể nào chúng ta nói rằng chỉ có tôi mới được lên thiên đàng, còn những anh em nói tiếng lạ là tà giáo, là theo ma theo quỷ, chắc chắn sẽ không được. Tại sao mà mình nói điều đó? Bởi vì chúng tôi là những người tin vào Chúa Giêsu các bạn, tin vào Ngài là đấng phục sinh các bạn, tin vào Ngài là đấng đổ huyết để cứu rỗi linh hồn tôi. Tôi phải được tái sinh và tôi cũng lên thiên đàng. Mai mốt tôi sẽ ở cùng chỗ với tất cả anh chị, tôi đâu có ở với ma với quỷ đâu, phải không ạ? Cho nên hãy xem lại điều này. Đôi khi những lời nói của chúng ta xúc phạm mà chúng ta không biết, không phải xúc phạm con người, xúc phạm Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Giống như năm xưa đó, những thầy thông giáo Pharisee nói Chúa Giêsu là làm công việc của ma quỷ, rất nguy hiểm anh chị em ha. Cho nên mình hãy bớt những sự công kích đó, hãy hạ hỏa xuống và mở Kinh Thánh ra một cách khách quan, không định kiến, để chúng ta tra lại xem những kinh nghiệm của anh em ngũ tuần có chép trong Kinh Thánh không? Những kinh nghiệm của anh em ngũ tuần Đức Thánh Linh giáng xuống cho họ nói tiếng mới có trong hội thánh không? Có trong hội thánh đầu tiên không? Có. Có Kinh Thánh có chép không? Có. Thế thì tại sao mình lại nói những người nói tiếng lạ là ma quỷ, những người nói tiếng lạ là tà giáo, những người nói tiếng lạ là không được cứu rỗi? Nếu những người nói tiếng lạ là tà giáo thì Phao-lô sẽ là tà giáo nhất. Những người nói tiếng lạ là không được cứu thì sứ đồ Phao-lô là không được cứu nhất. Vì ông nói rằng ông là người nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Anh em không ạ? Cho nên hãy cẩn thận. Nếu anh chị em truyền thống có tin những lá thư của sứ đồ Phao-lô thì cũng hãy biết rằng ông là người nói tiếng lạ rất nhiều đấy. Nói tiếng lạ rất nhiều đấy. Sứ đồ Phao-lô là người nói tiếng lạ nhiều nhất đấy. Cho nên hỏi anh em bên truyền thống, chúng ta hãy cẩn thận, hãy hết sức công minh, khách quan để chúng ta nhìn nhận nhau, chấp nhận nhau. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta là anh em với nhau, dù chúng ta có sự khác biệt, có sự khác biệt, có sự khác biệt về ân tứ, về kinh nghiệm quyền năng Thánh Linh, về báp têm Thánh Linh, nhưng mà bản chất bên trong chúng ta là những con người mới giống nhau. Bản chất bên trong chúng ta là con trai, con gái Đức Chúa Trời. Bản chất bên trong chúng ta là anh em, là chị em với nhau trong thân thể đấng Christ. Anh em nghe, tôi đọc anh chị nghe trong một câu nữa trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 12 đến 14. Vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Vì chung chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-rét, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ,
đều đã chịu phép báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là có nhiều chi thể. Anh chị em thấy không? Đó, chúng ta là chung, chúng ta là một thân, nhưng chúng ta có nhiều chi thể, làm những việc khác nhau, có những chức năng khác nhau, có những công việc khác nhau, có những cái ơn khác nhau ở trong thân thể của Chúa, không giống nhau được. Nhưng thật sự chúng ta cùng dính vào một thân, và thân đó là Jesus Christ, là hội thánh của Đức Chúa Trời. Nếu anh em nói rằng anh em thuộc vào hội thánh, tôi cũng thuộc vào hội thánh. Cho nên chúng ta phải chấp nhận nhau, chúng ta phải yêu thương nhau, chúng ta phải nói tốt về nhau. Amen chứ? Đây là cái điều rất là tuyệt vời. Cho nên xuyên suốt Tân Ước, sự hiện diện của Chúa Thánh Linh có liên hệ gần gũi với sự hiệp nhất giữa các tín đồ. Hiệp nhất, không phải chia rẽ ha. Cho nên phần lớn cái sự tranh cãi chia rẽ hiện tại của các tín đồ và Chúa Thánh Linh có liên quan đến các đặc tính của sự hiện diện và công việc của Ngài bên trong chúng ta, cũng như bản chất phép báp têm, và qua đó Ngài đổ đầy và ban quyền năng cho chúng ta. Chúng ta muốn có sự hiệp nhất phải thật sự công tâm và hiểu phép báp têm Thánh Linh này nó như thế nào. Chúng ta chia rẽ là bởi vì chúng ta chưa hiểu nhau, chưa hiểu về phép báp têm bằng Đức Thánh Linh là thế nào. Không ạ? Có những người chưa nhận báp têm Thánh Linh nhưng công kích phép báp têm Thánh Linh giống như mình chưa thấy con voi bao giờ, chưa bao giờ thấy con voi bao giờ, nhưng mà đi công kích, đi chê bai, không ạ? Đó là một cái điểm rất thiếu sót. Con này không phải con voi, con này là con gì đó, không phải con voi, trong khi mình chưa thấy nó bao giờ, chưa rờ, chưa chạm, chưa nhìn bao giờ. Cũng giống vậy, rất nhiều người chưa bao giờ kinh nghiệm báp têm Thánh Linh là gì, chưa bao giờ biết nói tiếng mới là gì, nhưng đi công kích, chê bai báp têm Thánh Linh và nói tiếng mới, rất mâu thuẫn, rất kỳ lạ. Và tôi nghĩ đây không phải là việc con người, mà đây là việc của kẻ thù. Chúng ta anh chị em, người truyền thống hay người ngũ thuận đều có chung một kẻ thù. Kẻ thù đó là Satan. Chúng ta không phải là kẻ thù của nhau, mà chúng ta là anh em chị em với nhau. Anh chị em đã amen điều này không ạ? Đó là cái chỗ. Ok anh chị, cho nên không đáng nói ha, không đáng phải chia rẽ phải không ạ? Đó. Và để mà chúng ta có thể đi đến cái điểm chung với nhau đó, thì chúng ta đòi hỏi phải có sự khiêm nhường. Khiêm nhường. Cái sự khiêm nhường này Nó thể hiện ở cái chỗ là chúng ta phải hạ mình và nhìn nhận vấn đề dựa theo một tiêu chuẩn thôi, chứ không phải nhiều tiêu chuẩn. Dựa theo một tiêu chuẩn không thay đổi, không dời đổi, không bao giờ bị lạc hậu, đó là lời Đức Chúa Trời. Đúng không ạ? Khi chúng ta muốn xem xét báp têm Thánh Linh có hay không, báp têm Thánh Linh như thế nào, bản chất nó ra sao, nó có công dụng gì, nó có cần ngày hôm nay hay không, chúng ta xem xét những cái sự này phải dựa trên lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Chúng ta đừng dựa vào giáo lý của hệ phái, đừng dựa vào tín lý của hệ phái, bởi vì cái tín lý và giáo lý hệ phái đôi khi nó phiến diện, đôi khi nó chủ quan, đôi khi nó không có được nhìn nhận một cách đầy đủ ở mọi khía cạnh. Anh chị em đã nghe với tôi không? Cho nên nếu mình muốn thực sự tìm hiểu, mình phải có lòng khiêm nhường, gạt bỏ mọi định kiến và nhìn nhận mọi vấn đề dưới ánh sáng của lời Đức Chúa Trời, chứ không phải là giáo lý tín lý. Đôi khi tại sao ngày hôm nay có rất nhiều những anh em chối bỏ báp têm Thánh Linh, chối bỏ sự nói tiếng lạ, chối bỏ sự tuôn đổ Thánh Linh một cách rất là kịch liệt, kiên quyết? Bởi vì họ đã nghe theo tín lý, giáo lý của hệ phái mình mà không chịu nhìn vào Kinh Thánh. Chúng ta tin Chúa và giáo lý, tín lý của hệ phái dạy như vậy, và chúng ta im trí như vậy, rồi xong, chúng ta không còn biết gì nữa, không còn biết gì nữa. Và đây là chỗ thiếu sót, vô cùng thiếu sót. Và cũng đây là kẻ hở mà Satan chen chân vô để gây sự chia rẽ không đáng có, gây sự hiềm khích không đáng có, gây cái sự mất đoàn kết, mất hiệp một không đáng có trong hội thánh của Chúa là thân thể của Đấng Christ trên đất này. Nói ở Việt Nam thôi, không cần nói rộng nói xa, anh em thấy không? Cho nên á, chúng ta cần phải nhìn vào lời của Đức Chúa Trời. Ok chưa? Nhìn vào lời Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta nói thêm một chút nữa đi. Lời Chúa nói sao nè? Có phải
báp têm Thánh Linh là kinh nghiệm thứ hai của tín đồ hay không? Có phải không? Dĩ nhiên ở trong giáo lý của một số hệ phái thì nói rằng ngay khi chúng ta tin Chúa là chúng ta đã được báp têm Thánh Linh rồi, không còn kinh nghiệm gì nữa. Có đúng vậy không? Người ta dạy như vậy. Ngay khi chúng ta tuyên xưng Giê-xu là Chúa của con, tha tội cho con, bước vào đời sống con, người ta nói rằng anh em đã được báp têm Thánh Linh rồi, còn báp têm Thánh Linh nào nữa? Và chúng ta im tới như vậy. Nhưng hôm nay đó, anh chị em hãy nghe tôi. Những anh em nào mà chưa nhận báp têm Thánh Linh hãy nghe tôi. Tôi muốn khẳng định với anh chị em rằng báp têm Thánh Linh là kinh nghiệm thứ hai của tín đồ được tái sanh đối với Đức Thánh Linh. Khi anh em được tái sanh, tôi gọi đó là kinh nghiệm thứ nhất của anh chị em với Đức Thánh Linh, là suối hằng sống chảy trong lòng, mạch nước sống chảy trong lòng. Nhưng còn một kinh nghiệm nữa mà như tôi đã nói hồi đầu bài giảng, đó là dòng sông sự sống tuôn ao ạt qua cuộc đời của anh chị em. Kinh nghiệm thứ hai, điều đó được chép ở đâu? Mình hãy cùng dở Kinh Thánh ra đi ạ. Dở Kinh Thánh cùng tôi, Công vụ Sứ Đồ chương 19. Đây là Kinh Thánh. Kinh Thánh của tôi nó cũng giống như Kinh Thánh của anh chị em thôi, không khác gì cả. Đây, đúng không ạ? Cũng 66 quyển sách, không khác gì hết. Anh em dở ra sẽ thấy Công vụ Sứ Đồ chương 19. Và anh em đọc đi, câu 1, câu 2a nói gì? Nói gì đó? Câu 2a nói gì? Từ khi anh em tin có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Đây là lời Sứ Đồ Phao-lô hỏi những tín đồ ở tại thành Ê-phi-sô. Ông không hỏi những người ngoại ngoài kia, ông hỏi những người đã là gì ạ? Tín đồ, tức là những người đã tái sanh, những người đã là môn đồ của Chúa, những người đã được kinh nghiệm sự bình an, sự biến đổi, sự tha tội của Chúa Giê-xu. Ông hỏi là từ ngày anh em tin có lãnh Đức Thánh Linh chăng? Thấy chưa? Khi họ trả lời rằng họ chưa từng nghe về Đức Thánh Linh, thì Phao-lô hỏi thêm và biết rằng họ là môn đồ của dân Báp-tít, đã nhận phép báp-têm bằng nước của dân để ăn năn và được tha thứ tội. Rồi ông Phao-lô nói cho họ nghe về Chúa Giê-xu, đấng mà dân đã làm chứng là con Đức Chúa Trời. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp-têm nhân danh Đức Chúa Giê-xu. Sau khi Phao-lô đặt tay lên thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng mọi quốc và lời tiên tri, cộng hết thảy 12 người. Công vụ chương 19 câu 5 đến câu 7. Anh chị em thấy chưa? Nếu chưa thuyết phục lắm, anh em có thể nói đây là các môn đồ của ông dân báp tít, chứ không phải là của Chúa Giê-xu đâu. Ok, có thể anh em sẽ lý luận như vậy. Anh em dở cùng tôi. Cũng trong Công vụ các sứ đồ trong chương 8, tôi đọc anh chị em nghe, trong chương 8, Công vụ các sứ đồ chương 8, anh em sẽ thấy một điều lạ nữa. Để tôi chứng minh cho anh chị em một điều lạ nữa. Rồi, chương 8 câu thứ 14 trở đi. Ở đây Kinh Thánh mô tả một cái sự kiện đang diễn ra tại hội thánh đầu tiên. Đó là ông Philip, ông chạy xuống thành Samari, ông giảng phúc âm ở đó, và có rất nhiều người tin Chúa, rất nhiều người được giải cứu, nhiều người được chữa lành, và họ đã nhân danh Chúa Giê-xu chịu phép báp têm. Đây, nhưng các sứ đồ ở thành Jerusalem nghe tin, câu 14, nghe tin sứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-rơ và dân đến đó. Hai người tới nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó, họ chỉ nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà chịu phép báp têm thôi. Phi-rơ và dân bèn đặt tay lên trên các môn đồ thì đều nhận lấy Đức Thánh Linh. Công vụ chương 8 câu 14 đến câu 17. Tôi hỏi anh chị em, từ ngày anh chị em tin, anh chị em đã nhận Đức Thánh Linh chưa? Từ ngày anh chị em chịu báp têm bằng nước, Đức Thánh Linh giáng trên anh chị em chưa? Nếu anh chị em nói tôi không biết, thì tôi khẳng định rằng anh chị em chưa kinh nghiệm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, giống như Công vụ Sứ Đồ. Anh chị em có thể nói tôi chưa nghe nói về điều này, thì anh chị em giống ý như các sứ đồ Ê-phi-sô ở Công vụ chương 19. Và nếu anh chị em bỏ qua kinh nghiệm này, thì tôi chỉ nói một điều thôi: thật đáng tiếc. Tôi khẳng định là anh em sẽ được cứu,
Nếu anh em tin nhận và được tái sanh, anh em đã được tái sanh thì anh em sẽ lên thiên đàng. Nhưng tôi muốn nói với anh chị em rằng, nếu anh chị em bỏ qua kinh nghiệm bắp tem thánh linh, thật đáng tiếc. Bởi vì sao đáng tiếc? Anh chị em đánh mất rất nhiều cơ hội để được có sản nghiệp trong đời sau. Anh em đánh mất rất nhiều cơ hội để Chúa dùng anh chị em cứu nhiều người, Chúa dùng anh chị em chữa lành nhiều người, Chúa dùng anh chị em giải phóng nhiều người, Chúa dùng anh chị em mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời, và anh em có sản nghiệp trong cõi đời đó. Anh em đánh mất cơ hội đó. Giống như tôi đã nói lúc nãy, trong một gia đình có nhiều người con, nhưng mà có người con này kiếm 100 triệu một tháng, phải rê. Thậm chí mỗi buổi sáng còn ngồi nhâm nhi uống cốc cà phê, gọi là thả hồn trên mây trên gió, nhưng mà tháng vẫn có 100 triệu. Vì anh ấy làm bằng trí óc, anh ấy làm bằng trình độ, anh ấy làm bằng kỹ năng tuyệt diệu bên trong. Còn cũng có những đứa con phải làm vất vả đổ mồ hôi từ sáng đến chiều, thậm chí tăng ca, không có thời giờ cho gia đình, không có thời giờ cho con cái, nhưng nhận về một tháng chưa đến 10 triệu. Anh em hiểu ý mà. Tôi muốn lấy hình ảnh đó để so sánh trong hội thánh. Có những con người giảng một bài giảng, người ta kéo cả thành phố đến để nghe, người ta kéo cả từ Bắc Kinh Nam đến để nghe, để được chữa lành, được Chúa động chạm, được Chúa biến đổi. Nhưng có những người giảng cả năm cả tháng, không thấy ai biết, nghe ai nghe hết, không ai để ý hết, không ai được cứu, không ai được chữa lành hết, không ai được thay đổi hết, không ai để ý lời của anh á. Rất hiếm, lâu lâu mới có được người. Đây là sự khác biệt. Một lần nữa anh chị em ơi, tôi không biết trong hơn 500 anh em ở đây, anh chị em nào chưa kinh nghiệm được bắt tem thánh linh? Từ ngày anh chị em tin Đức Thánh Linh giáng trên anh em chưa? Từ ngày anh em tin, anh em đã nghe nói về thánh linh chưa? Anh em đã kinh nghiệm thánh linh giáng trên mình chưa? Nếu chưa, anh em rất tiếc, tôi rất tiếc cho anh chị em, vì anh chị em đánh mất cơ hội trong cuộc đời của mình. Cách đây 30 năm, tôi tin Chúa trong một cái tình huống hết sức là bình thường ở Nga. Tôi tin Chúa qua những cậu bạn sinh viên học cùng lớp là những người Nga. Và các bạn cùng lớp của tôi theo hệ phái Baptist, gì đó, tôi không biết. Nhưng mà họ không có tin báp tem thánh linh, họ không có tin nói tiếng lạ. Họ nói sự chữa lành hết rồi, tiếng lạ hết rồi, chấm dứt rồi, bây giờ mình tin Chúa là mình có thánh linh rồi, xong chấm hết. Và tôi đâu có biết, tôi là người mới mà. Tôi cũng nghe theo họ, tôi cũng các bạn nói thì tôi nghe, vì tôi đi theo các bạn mà, tôi đâu biết gì đâu. Rồi tôi nhóm với họ 6 tháng, tôi cũng chịu bắp tên nước rồi, tôi cũng làm đủ chuyện hết rồi, tất cả những gì họ cần làm là làm rồi. Và hàng tuần tôi đi nhóm với họ, tôi đâu có biết thánh linh là gì, tôi đâu có nghe họ giảng đâu. Và cuộc sống tôi cứ vậy đó, có những cái yếu đuối, có những cái lúc mạnh lúc yếu. Và đời sống tâm linh tôi như sóng biển như này, lúc tôi rất là hăng hái đi nhóm, lúc thì tôi nằm ườn ra, tôi bảo giờ trời mưa rồi thôi ta nghỉ, lúc thì tôi nói thôi quyết tâm sống cho Chúa, ngày mai thì tôi nói thôi bây giờ mình cũng sống nửa Chúa nửa mình cho nó vui. Đấy là 30 năm trước. Và một lần nọ, cảm ơn Chúa, một lần nọ tôi đi đến một nơi và tôi nghe người ta giảng về Đức Thánh Linh. Y như cái trường hợp trong công vụ sứ đồ chương 19 vậy đó. Lần đầu tiên tôi nghe họ giảng về Đức Thánh Linh, họ nói rằng có một thần an ủi đến để giúp đỡ chúng ta. Một thần an ủi khi giáng lên thì ban quyền năng cho chúng ta, để chúng ta đắc thắng ma quỷ, đắc thắng bệnh tật, để chúng ta có khả năng giảng phúc âm, để chúng ta có khả năng có thể biến đổi đời sống người ta, để chúng ta có thể biến bóng tối trở thành ánh sáng, biến sự chết trở thành sự sống. Và người ta nói đó chính là kinh nghiệm lễ ngũ tuần. Kinh nghiệm đó được chép trong công vụ chứng nhé. Tôi về tôi đọc, tôi về tôi suy ngẫm, tôi về tôi nghiên cứu, tôi về tôi tìm tòi, và đúng quả thật như lời họ nói. Mà nó lạ lắm nha anh chị em, cũng là quyển kinh thánh đó, nhưng mà trước khi tôi nghe thầy giảng, tôi cũng đọc qua đó mà tôi chả hiểu gì cả, tôi không hiểu gì hết á. Nhưng mà sau khi nghe giảng thì tôi đọc, tôi mới để ý lại. Có thể ngày hôm nay 500 anh em trên mạng này, có thể anh chị em đã bị yên trí bởi những giáo lý, tín lý của hệ phái mình. Và khi anh em đọc kinh thánh, anh em bị chê khuất,
anh em không nhìn thấy những người được chết trong công vụ chương 2, chương 8, chương 19, chương 10 công vụ. Anh em đọc lại đi, câu chuyện cột này tin Chúa ra sao, câu chuyện của những người Samari tin Chúa được Thánh Linh giáng thế nào, câu chuyện của những tín đồ ở Ê-phê-sô được Thánh Linh giáng thế nào sau khi họ tin Chúa, câu chuyện trong chương 2 họ được Thánh Linh đổ đầy một cách đầy quyền năng như thế nào. Có thể bởi những tín lý, những giáo lý của hệ phái khiến cho mắt mình mù lòa. Satan đã để che mắt mình và không nhìn thấy nó. Giống tôi trước đây, tôi cũng đọc quyển kinh thánh đó, cũng những trang sách đó mà tôi không thấy gì cả. Cho đến ngày tôi nghe được bài giảng của họ, tôi về tôi lật lại và tôi nói ồ đúng rồi, đây rồi, tại sao lúc trước mình không biết, 6 tháng trước mình không nhìn ra. Và tôi bắt đầu quỳ gối, tôi nói Chúa hãy bắt em Thanh Linh cho con, hãy đầy dạy con Chúa ơi, đầy dạy Thánh Linh cho con Chúa ơi, đầy dạy con muốn giống như thế này Chúa ơi, con muốn giống như những người này Chúa ơi, con muốn kinh nghiệm Ngài Chúa ơi. Tôi ngày đêm tha thẳng tìm kiếm cầu nguyện, tìm kiếm cầu nguyện ngày này qua ngày kia. Và tôi đến với cái nhóm sinh viên của tôi chia sẻ, thầy họ nói sao anh chị biết không, cẩn thận đấy, cẩn thận với những điều này đấy. Mấy năm sinh viên á, kể cả ông trưởng nhóm hướng dẫn tôi cũng vậy, họ nói quý ơi mày hãy cẩn thận với những điều mày nghe đấy, cái này là tà đạo đấy, đừng có nghe theo. Tôi về tôi cũng bối rối lắm, nhưng mà tôi lúc đó tôi suy nghĩ, tôi nói làm sao mà tà đạo được, tà đạo làm sao là chết trong kinh thánh, tà đạo làm sao nó rần rần như thế này. Và tôi bắt đầu thấy nghi ngờ những gì họ nói, tôi nghi ngờ những gì họ đã mớm vào trí tuệ của tôi. Và tôi nói không được, tôi tin kinh thánh, tôi tin cha mình, tôi tin lời hằng sống của Ngài không thay đổi, tôi tin rằng tôi xin bánh từ Ngài không bao giờ cha đám, mà xin cá từ Ngài không bao giờ cha rắn. Tôi quỳ gối, tôi cầu nguyện, tôi nói Chúa ơi con muốn kinh nghiệm điều này, kể ai nói gì nói, con muốn kinh nghiệm bắt tên Thánh Linh, con muốn kinh nghiệm đầy dẫy Thánh Linh, Chúa ơi hãy cho con kinh nghiệm Ngài. Và anh em biết đó, tôi hay kể trên câu chuyện ở trên mạng, anh chị em thấy mà, một buổi chiều nọ tôi quỳ gối trên giường, tôi cũng lặp lại lời cầu nguyện, tôi nói Chúa ơi hãy tuôn đổ trên con, Chúa ơi bắt tên Thánh Linh cho con, Chúa ơi cho con kinh nghiệm sự tuôn đổ dòng sông của Ngài trên con. Và bắt Thánh Linh, anh chị em, tôi kể nhiều lần mà tôi vẫn muốn hứng thú để kể, vì cái không khí đó nó vẫn còn đang sáng trong con người tôi, mặc dù hơn 30 năm rồi. Bắt Thánh Linh, căn phòng đóng kín y như căn phòng này của tôi đang ngồi nè, nhưng tất cả bàn ghế rèm nó rung rinh, giường tôi đang quỳ nó rung rinh, cái giường lò xo nó rung rinh, và một cái gì đó rất quyền năng đổ xuống trong tôi như sông như suối, tôi không biết nó là cái gì. Điện chạy trong người, quyền năng chạy trong người, tiếng nói tôi bắt đầu thay đổi, tôi bắt đầu ngợi khen Đức Chúa Trời, tôi bắt đầu la lên, ôi Chúa ơi người quyền năng, tôi nói lớn đến mức độ tôi ở trên tầng 5 mà người dưới tầng 1 người ta nghe, người ta nói điều gì xảy ra trong nhà, có chuyện gì, anh bạn của tôi cùng phòng nằm ở bên giường, sau này anh kể lại anh rung như con thằng lòng đứt đuôi, tất cả đều sao động hết, tất cả đều chuyển động trong căn phòng. Và anh em biết tôi nói cực nhanh, tôi nói cực lớn, và bắt đầu người tôi giống như là đi vào thế giới của Đức Chúa Trời. Wow, lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì một cứu Chúa mà mắt tôi không thấy được. Lần đầu tiên tôi kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời, tôi kinh nghiệm tình yêu của Ngài đã tuôn đổ vào tôi qua Thánh Linh, về sự chết của con Ngài, sự sống lại của con Ngài. Lần đầu tiên tôi kinh nghiệm Chúa yêu tôi và ban sự sống đời đời cho tôi là như thế nào. Lần đầu tiên tôi biết giá trị của sự tha tội là như thế nào. Lần đầu tiên tôi biết được Ngài yêu tôi và tìm cứu tôi là nó thật đến giường nào. Thưa ông bạn chị em, đó là sự tuôn đổ Thánh Linh 30 năm trước. Và ngay ngày hôm sau, khi tôi tỉnh lại rồi, thì ngay ngày hôm sau tôi không còn là một tín đồ ngất nga ngất ngưỡng nữa. Tôi không còn là một người hâm hẩm sợ nói về Chúa nữa. Tôi không còn là một người nhút nhát nữa. Tôi không còn là một người thẹn thùng nữa. Tôi không còn là một người lười biếng nữa. Tôi lập tức lấy giấy và tôi viết ra những lời của Đức Chúa Trời trong tờ giấy A4. Tôi đi photo 100 tờ và tôi đến tất cả các chung cư của người Việt Nam. Tôi đứng giữa trời tuyết, tôi hô lên: anh chị em ơi, tôi vừa gặp Chúa hôm qua, đến đây mà nhận về mà đọc đi để được sống đời đời. Và nhìn tôi như người điên, người khùng, người từ hành tinh khác rơi xuống, cái người nào mà đi la lối như thế này. Anh em thấy không? Tôi hiểu được cái điều mình kinh nghiệm nhưng người khác không hiểu, cái người ta không có biết, cái người chưa được tuôn đổ quyền năng Thánh Linh thì cho cái người nhận được Thánh Linh là điên, là khùng, là tà, là đạo, vì người ta không có biết. Người ta sống theo cái tâm trí tự nhiên, người ta thấy cái người siêu nhiên, người ta kỳ cục.
giống như những người trong công vụ chứng hai, họ nhìn vào 120 người và họ nói cái tụi này nó say rượu hết rồi, mới có 9 giờ mà sao nó say hết tới kia. Tâm trí của họ chỉ nghĩ được như vậy thôi. Và thưa anh chị em, ngày hôm nay có rất nhiều người công kích những người nhận Thánh Linh cũng vì cái lý do đó, vì cái tâm trí phàm nhân, cái tâm trí của người chưa biến đổi, chưa kinh nghiệm sự siêu nhiên, không thể hiểu được điều siêu nhiên. Và chúng ta đã mạo phạm, chúng ta đã vô tình nói ra những lời tổn thương anh em mình. Đây là kinh nghiệm của tôi, kinh nghiệm về sông nước hằng sống tuôn chảy. Và 30 năm qua, sông nước đó vẫn chảy, vẫn nóng nảy, vẫn đầy quyền năng ở trong tôi để chuyển tải đến cho người khác anh chị em. Không bao giờ nguội lạnh, lạ lùng hoàn toàn, biến đổi hoàn toàn. Và chưa hết đâu, sau khi tôi kinh nghiệm điều đó, tôi trở lại với cái nhóm Baptist của tôi, cái nhóm mà anh em, nhóm sinh viên mười mấy người đó. Tôi bắt đầu hùng hồn làm chứng chia sẻ. Tôi chia sẻ những điều này, tôi chia sẻ kinh nghiệm mà tôi vừa kinh nghiệm tối hôm qua. Tôi chia sẻ những điều mà tôi vừa chạm đến tình yêu của Đức Chúa Trời một cách rất thật, không phải là đọc trên giấy nữa, mà tình yêu sống động, một tình yêu vừa chạm, một tình yêu biến đổi, một quyền năng biến đổi đời sống của tôi. Và họ nói: quý ơi, mày điên rồi, mày bị quỷ nhập rồi, mày có vấn đề rồi, thần kinh mày có vấn đề rồi, mày tỉnh lại đi, ăn năn lại đi. Và tôi nói: anh chị ơi, tôi chia sẻ cái điều thật cho anh chị, tôi nói những điều trong Kinh Thánh cho anh chị, mà anh chị lại nói thế này, thế nọ, thế kia. Và cuối cùng, anh chị biết không, tôi với nhóm đó phải chia tay nhau. Tôi không thể nhóm ra được nữa, tôi phải ra đi vì những sự công kích của họ, vì những sự nhạo báng của họ, vì những sự nghi ngờ của họ, vì những cái sự rất là lạnh lùng của họ đối với ân điển của Chúa. Và tôi tin rằng hôm nay, ngày hôm nay, cái sự đó vẫn xảy ra ở rất nhiều hội thánh. Và tôi rất cảm thông với điều này, bởi vì tôi đã từng ở trong tình huống đó. Và tôi rất hiểu. Nhưng nhân tiện đây tôi cũng nói với tất cả những anh chị em, chúng ta đừng nên chia rẽ nhau vì điều đã có chép trong Kinh Thánh. Vì sự bắt tên Thánh Linh có chép trong Kinh Thánh. Và tại sao chúng ta lại chia rẽ nhau về điều này? Và lời khuyên chân thành của tôi buổi tối hôm nay, những người đã nhận Thánh Linh, hãy mềm mại khiêm nhường, nhịn nhục. Những người chưa nhận bắt tên Thánh Linh, hãy công tâm dở Kinh Thánh và tìm hiểu. Hãy cầu nguyện như tôi đã từng cầu nguyện. Tôi đảm bảo, nếu anh em mở lòng và tin, Chúa Thánh Linh sẽ giáng trên anh chị em, biến anh chị em trở thành công cụ hữu ích vô cùng cho vương quốc Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay, cơn mưa cuối mùa đang đến, dòng sông sự sống của Thánh Linh đang chảy trên đất nước chúng ta. Và tôi tin rằng nhiều hội thánh cần được nhúng trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Không phải một vài hội thánh đâu, tất cả các hội thánh, nhiều hội thánh từ Bắc chí Nam, một lần nữa phải được nhúng chìm trong dòng sông của Thánh Linh, để đem sự sống đó cho 100 triệu đồng bào của chúng ta. Và họ sẽ được kinh nghiệm một Đức Chúa Trời sống động, quyền năng, làm phép lạ, yêu thương, chia sẻ, nhẫn nhục, nhân từ và thành tín như thế nào. Amen chị em. Đó là điều mà tôi ao ước, rất ao ước, rất ao ước tất cả chúng ta, Baptist, Lutheran, Sê Mây, Trưởng Lão, Ngũ Tuần, Phúc Âm Toàn Vẹn, hay là Metro Mai, hay là gì gì đó nữa, tất cả chúng ta đều nắm tay nhau lại và được nhúng trong dòng sông của Thánh Linh Đức Chúa Trời để biến đổi đất nước chúng ta. Chào Đấng Christ. Anh chị em amen mà. Đừng chia rẽ nữa, đừng công kích nữa, đừng lên án nhau nữa, nhưng hãy hiệp nhất với nhau, cùng nhau nhảy xuống dòng sông Thánh Linh, và Đức Chúa Trời sẽ biến hóa chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ khiến chúng ta trở nên hiệu quả. Tất cả chúng ta không phải đấu với nhau, mà chúng ta đấu với Satan để cướp những linh hồn của nó trở lại cho vương quốc Đức Chúa Trời. Anh chị em amen mà. Thật sự tôi rất trăn trở điều này. Tôi cầu nguyện điều này ngày đêm. Khi tôi nhớ đến là tôi cầu nguyện, tôi nói: Chúa ơi, hãy hiệp nhất hội thánh của Chúa, ít nhất là trên quê hương của con. Hãy hiệp nhất những anh chị em con, ít nhất là trên quê hương của con, cho công cuộc này, cho sự biến đổi này, cho những con người được hiệu quả trong vương quốc của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Rất tâm huyết anh chị em. Xin Chúa ban phước cho anh chị em trong buổi tối ngày hôm nay. Chúa ban phước cho anh chị em buổi tối ngày hôm nay. Tôi tin rằng những lời đó sẽ khích lệ anh chị em, tất cả luôn. Tôi không muốn ai phải bị chia rẽ buổi tối hôm nay. Tôi không muốn. Hội Thánh Chúa là hiệp nhất, Hội Thánh Chúa là toàn vẹn, Hội Thánh Chúa là quyền năng, Hội Thánh Chúa là Thánh Linh của Đức Chúa Trời sự sống. Còn cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Amen. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, chúng con đến cúi đầu trước Ngài. Cha ơi,
hãy đến thăm viếng chúng con, hãy đến để mở trí chúng con, để cho chúng con hiểu được tình yêu và quyền năng mà Ngài dành cho chúng con buổi tối hôm nay. Cha ơi, hãy thăm viếng tất cả những người nam người nữ đang ở trên live stream buổi tối hôm nay đã được đổ đầy nhận lấy Thánh Linh của Ngài trong sự hiểu biết, trong sự hiệp một, trong tình yêu, và đã có kết quả cho Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Oh, hallelujah. Ok anh chị em, bây giờ chúng ta cầu nguyện. Tất cả những anh chị em nào khao khát được nhận Thánh Linh buổi tối hôm nay, hãy chuẩn bị. Chỉ bởi đức tin thôi, tôi cầu nguyện cho anh chị em. Những anh chị em nào chưa bao giờ biết mình đã nhận Thánh Linh hay chưa, đã kinh nghiệm Thánh Linh tuôn đổ hay chưa, thì hôm nay hãy kinh nghiệm. Hôm nay hãy kinh nghiệm. Tôi muốn anh chị em bắt đầu đưa tay lên và nói với Chúa: Chúa ơi, con tin vào phép báp têm và đức Thánh Linh. Con tin vào dòng sông sự sống của Ngài. Buổi tối hôm nay, Cha ơi, hãy ban Thánh Linh Ngài cho con, tuôn chảy trong lòng con, tuôn chảy trên con với quyền năng của Ngài, để con kết quả cho Ngài. Con tin lạy Chúa, con tin lạy Chúa, con tin lạy Chúa. Anh em cầu nguyện đi ạ. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Nếu anh chị em nào đã từng không hiểu và chống đối lại điều này, nhưng hôm nay anh em nghe ra, hiểu ra, anh em hãy nói: Cha ơi, tha thứ cho con vì sự thiếu hiểu biết của con. Con đã từng chống đối lại điều này, con đã từng mạo phạm đến chính Ngài. Hãy tha thứ cho con, và hôm nay hãy tuôn đổ Thánh Linh trên con. Con tin rằng không điều gì ngăn trở phước hạnh của Ngài trên đời sống con. Con tin rằng khi con xin bánh, Ngài không cho con đá. Khi con xin cá, Ngài không cho con rắn. Chúa ơi, con tin rằng khi con xin Thánh Linh của Ngài, Ngài sẽ cho con chính Thánh Linh của Ngài. Xin Chúa bắt tên Thánh Linh cho con buổi tối hôm nay. Tất cả anh em đó hãy cùng cầu nguyện đây. Cầu nguyện, 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 cầu nguyện. Và bây giờ tôi sẽ cầu nguyện cho hết thảy anh chị em trong danh Chúa Giêsu. Cha ơi, hãy giáng Đức Thánh Linh đến trên tất cả những người nam người nữ đang cầu nguyện giờ này. Hãy giáng Thánh Linh đến trên tất cả những người nam người nữ giờ này, đổ đầy họ, báp têm Thánh Linh cho họ giờ này. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Hỡi tất cả những người nam người nữ đang cầu nguyện, tôi nói anh em hãy nhận lãnh Thánh Linh. Hãy nhận lãnh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em sẽ khởi sự cầu nguyện trong một ngôn ngữ mới, cầu nguyện trong một ngôn ngữ mới, cầu nguyện trong một ngôn ngữ mới trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy. Anh em hãy nhận Thánh Linh đi ạ. Nhận đi trong danh Chúa Giêsu. Nhận đi, và anh em sẽ khởi sự nói tiếng tiếng khác như Đức Thánh Linh cho mình nói ở trong lòng mình. Khởi sự, khởi sự. Thân Chúa giáng trên anh chị em giờ này. Thân Chúa giáng trên những người nam người nữ giờ này. Thân Chúa giáng trên anh em đây dãy giờ này. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận Thánh Linh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy nhận Thánh Linh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi 500 anh chị em, hãy nhận Thánh Linh đây dãy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy tay đổ đầy anh em con trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy làm tươi mới anh em con trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đổ đầy, 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 đổ đầy. Biến đổi anh chị em con Chúa, trang bị ân tứ cho anh chị em con Chúa, trang bị đổi đi anh chị em con Chúa. Đây dậy lần nữa, đây dậy lần nữa, đây dậy lần nữa, đây dậy lần nữa. Đón nhận lên chèm, đón nhận, đón nhận, đón nhận. Tôi khai phóng quyền năng Thánh Linh, dòng sông Thánh Linh trên anh chị em già này, dòng sông Thánh Linh trên anh chị em già này, dòng sông Thánh Linh trên anh chị em già này. Tuôn chảy, 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 tuôn chảy. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh, hallelujah. Tiếp tục anh chị em, tiếp tục nào, tiếp tục nào. Anh chị em hãy bỏ mọi người mình ra, tôn vinh Chúa trong tiếng mới. Ô Ramakasaka Daramara, ô Ribikarakasaka Terebichokoroma, tôn vinh Chúa trong tiếng mới. Ibramakasaka Terebikarakasita Rahalama Sodovai, Ibribekakanakasoka Terebekasaka Terebekontroma Saida, tôn vinh Chúa, tôn vinh Chúa, tôn vinh Chúa, tuôn chảy ra trong tiếng mới. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tuôn chảy lên trên, tuôn chảy, tuôn chảy, tuôn chảy, tuôn chảy, tuôn chảy, tuôn chảy, tuôn chảy. Ngôn ngữ cầu nguyện mới mà cha ban cho anh chị em.
ngôn ngữ cầu nguyện mới mà Cha ban cho anh chị em bởi Thánh Linh giáng xuống trên anh chị em giờ này. Hãy đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy. Tiếp tục anh chị em nào đang nói hãy nói mạnh lên, nói mạnh mẽ lên, tuôn chảy ra, dòng sông nó phải chảy ra, chảy ra khỏi môi miệng anh chị em. Và anh chị em sẽ cảm nhận được sự nhờ chạm của Chúa một cách chân thật như thế nào, một cách thật hữu như thế nào, một cách thiên đàng trên đất như thế nào. Tình yêu đó là rất thật thương mà anh chị em đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng, đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục đây, tiếp tục, tiếp tục. Cha ơi, con nói rằng những ai khát khao báp têm Thánh Linh, hôm nay họ được báp têm Thánh Linh. Cha ơi, hãy rơi chạm từng người. Cha ơi, hãy rơi chạm từng người. Cha ơi, hãy làm báp têm bằng Thánh Linh cho từng người, từng tôi trai tớ gái của Ngài, bất kể họ đến từ đâu, bất kể họ ở hệ phái nào, hãy nhận lãnh Thánh Linh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nhận lãnh Thánh Linh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tuôn chảy, tuôn chảy, tuôn chảy, tuôn chảy nữa đây, 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 trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cho em khởi sự nói thứ tiếng khác, tiếng mới đi, khởi sự nói thứ tiếng khác như Đức Thánh Linh cho mình nói. Đó là kinh nghiệm của lễ ngũ tuần, đó là kinh nghiệm diệu kỳ thần Chúa giáng trên anh chị em. Thần Chúa giáng trên anh chị em, thân thể anh chị em sẽ kinh nghiệm một luồng quyền năng, thân thể anh chị em sẽ kinh nghiệm một luồng quyền năng khác lạ từ trời. Rất là nhiều những kinh nghiệm khác nhau ở trên thân thể của mình. Anh chị em nhận Thánh Linh chắc chắn anh chị em biết, biết một cách thể lý luôn, cơ thể anh chị em phải cảm nhận được thân của Chúa giáng lên. Đó là kinh nghiệm theo kinh thánh của sự báp têm Đức Thánh Linh. Không ai lập báp têm Thánh Linh mà không biết là mình được báp têm Thánh Linh. Tôi dám chắc với anh em 100% điều đó. Anh em cứ đọc kinh thánh sẽ thấy, bất kể người nào nhận Thánh Linh, họ đều biết rằng mình đã nhận Thánh Linh, biết rất rõ, biết chính xác. Như anh chị em ăn viên kẹo trong miệng vậy, biết nó ngọt, biết nó chua, biết nó thế nào, biết hết, vì mình đã ăn. Anh em hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng, đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em biết không, khi anh em đầy dẫy Thánh Linh á, bệnh tật nó tự đi, ma quỷ nó tự đi, tất cả sự rắc rối trong đời sống anh em tự biến mất. Cho nên tôi nói lại một lần nữa, anh em khát khao đi. Anh em nào chưa đầy dẫy hay khát khao đi, lạy Chúa hãy thăm viếng con giờ này. Con muốn đầy dẫy Thánh Linh giờ này, hãy được đổ đầy, đổ đầy trong danh Giêsu. Anh em hãy đầy dẫy Thánh Linh giờ này, đổ đầy. Và khi anh em đầy dẫy Thánh Linh, tôi nói bệnh tật biến đi, ma quỷ biến đi, tối tăm biến đi, tội lỗi biến đi, tới đổ đầy Thánh Linh trên trên giờ này. Hãy đầy tràn, đầy tràn, đầy tràn, đầy tràn, đầy tràn, đầy tràn Thánh Linh. Đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận. Oh hallelujah. Hãy tan đi, mọi bệnh tật hãy tan đi, mọi bệnh tật hãy tan đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đầy dẫy Thánh Linh, tất cả những người nam người nữ được nghe tôi, hãy đầy dẫy Thánh Linh, đầy dẫy Thánh Linh, đổ đầy Thánh Linh. Hỏi những anh chị em, vì lời Chúa nói rằng phải chờ trong thành cho đến khi mặc lấy quyền phép từ trên cao. Anh chị em muốn hiệu quả cho Chúa không? Anh chị em phải mặc lấy quyền phép từ trên cao, đó là phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Hãy nhận ra đây, nhận ra đây, nhận ra đây, đổ đây, đổ đây, đổ đây, đổ đây trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa. Tôi nói rằng nhiều người kinh nghiệm báp têm Thánh Linh buổi tối ngày hôm nay, rất nhiều người trong hơn 500 anh em ở đây được kinh nghiệm sự rơi chạm và đổ đầy Đức Thánh Linh. Tôi tin điều đó, tôi cảm nhận được điều đó. Chúa Thánh Linh là đấng luôn sẵn lòng để đổ đầy anh chị em, luôn sẵn lòng để mặc lấy năng quyền cho anh chị em, luôn sẵn lòng để ủng hộ anh chị em kết quả trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Tôi tin xác quyết điều đó. Giống như tôi cách đây 30 năm, tôi cũng rất đơn sơ và cầu nguyện, và Ngài đến thăm viếng mình. Ngài đến thăm viếng mình không phải vì mình thánh sạch, không phải vì mình thông minh hơn người, không phải đâu. Đơn giản là bởi vì tôi tin và tôi tìm kiếm. Anh chị em ơi, hãy tin và tìm kiếm, hãy tin và chứng tỏ đức tin của mình bằng sự tìm kiếm hết lòng. Tôi nói anh chị em sẽ được đầy dẫy Thánh Linh. Anh em sẽ kinh nghiệm báp têm Thánh Linh, không phải vì anh chị em tốt, không phải vì anh chị em học cao, không phải vì anh chị em có bằng cấp, không phải vì anh em thánh sạch không đâu. Anh em nhận Thánh Linh vì anh em tin và tìm kiếm hết lòng, chỉ vậy thôi. Anh em ạ, tin và tìm kiếm hết lòng, tin và tìm kiếm hết lòng. Một lần nữa anh chị em, một lần nữa hãy nói, lạy Chúa con tin báp têm Thánh Linh, lạy Chúa Thánh Linh ơi, hãy đầy dẫy trên con,
đây dạy trên con, hãy đây dạy trên con cho con kinh nghiệm Ngài. Cầu nguyện lên cho em, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện hết lòng nào. Đừng ai mà không hết lòng, hãy cầu nguyện hết lòng nào. Lạy Chúa đây dạy trên con, lạy Chúa tuôn đổ Thánh Linh trên con. Cầu nguyện lên cho em trong danh Giêsu quyền năng, trong danh Giêsu quyền năng. Cho em biết 120 người trong phòng cao, họ bên lòng cầu nguyện tới 10 ngày, họ kêu la với Chúa, họ khóc với Chúa, họ đòi hỏi Chúa, họ chờ đợi Chúa 10 ngày, và thân Chúa đổ xuống trên họ trong danh Chúa Giêsu. Và hôm nay buổi tối này, Chúa sẽ đổ xuống trên lòng ai khát khao, Chúa sẽ đổ xuống trên lòng ai tin, Chúa sẽ đổ xuống trên lòng ai mà chờ đợi Ngài. Đầy dậy Thánh Linh đi, đầy Thánh Linh, đầy Thánh Linh, đầy Thánh Linh, đầy Thánh Linh, đầy 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 trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cha ơi, con cầu nguyện cho hội thánh của Ngài, con cầu nguyện cho hơn 500 anh em của con ở nơi đây, con cầu nguyện Chúa tuôn Thánh Linh xuống trên họ giờ này, những chim họ trong dòng sông Thánh Linh ngay giờ này. Đổ đây, đổ đây, đổ đây, đổ đây, đổ đây, đổ đây. In Jesus mighty name, in Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Hãy nhận Thánh Linh đi, hãy nhận Thánh Linh đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đổ đây, đổ đây, nổ 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 đây. Tôi thấy Thánh Linh đang tác động lên nhiều người giờ này. Wow, tôi đang thấy trong tâm linh rằng Ngài chạm đến nhiều người một cách rất đặc biệt giờ này. Ô, anh chị em thấy lửa trong người mình, anh chị em thấy điện trong người mình, anh chị em thấy cơ thể mình hoàn toàn khác so với trước. Ai đó tốt mồ hôi ra, ai đó bắt đầu nói thiếu tiếng khác, ai đó bắt đầu làm những điều rất là lạ lùng trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng, đón nhận nữa đây trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục lên thêm, những ai nói tiếng mới hãy nói mạnh lên, những ai nói tiếng mới hãy nói một cách mạnh mẽ lên, đặc biệt lên. Ô haramasakaterebi kotoramakasitara iramakasakaterebi kotoramakasitara rai ô ramakasakaterebi kotoramakasitara rai ô ramakasakaterebakasitara rai ô ramakasakaterebakasitara rai ô ramakasakaterebakasitara rai. Anh em hãy tập trung vào, tập trung vào cầu xin Thánh Linh. Đừng để ý những gì Satan nó quấy rối, đừng để ý giùm tôi. Cầu nguyện để Thánh Linh tuôn đổ trên mình. Sự sáng mà đến thì sự tối tăm tự nó đi, ma quỷ tự nó sẽ biến mất, tất cả tự sẽ bị sang phẳng, không cần quan tâm. Hãy được đổ đầy Thánh Linh giờ này, đổ Thánh Linh giờ này, tuôn chảy Thánh Linh giờ này, tuôn tràn Thánh Linh giờ này. Đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận. Hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. 500 anh em hãy đầy dậy Thánh Linh, 500 anh em hãy được đổ đầy Thánh Linh giờ này. Tuôn chảy lên cho em. Tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Anh em biết không, khi anh em đầy dậy Thánh Linh, bệnh tật nó tự chữa lành, ma quỷ nó tự đi, mọi điều bất an không tha thứ tự nó trào ra, mọi ố ế bên trong tự nó ra. Anh em hoàn toàn có thể nôn mửa nó ra, anh em hoàn toàn có thể tự nó xúc đi ra khỏi anh chị em khi anh em được đổ đầy Thánh Linh. Anh em thử lấy một chai nước vô bẩn, anh em bắt đầu đổ nước trong vô coi, một thời gian sau về chai nước trong vắt luôn, tất cả vô bẩn đi ra hết. Đó là cách Chúa Thánh Linh giáng trên anh chị em, và tất cả ma quỷ vô bẩn sự chết biến mất, phải biến đi. Vì Thánh Linh là thần quyền năng, thần thánh khiết, thần mà ma quỷ rất sợ, Ngài là ánh sáng. Cho nên cho em yên tâm đi, chúng ta chỉ cần tập trung vào một điều thôi, lạy Chúa cho con đầy dậy quyền năng Thánh Linh. Tập trung vào điều đó thôi cho em, đừng tập trung vào những điều tiểu tiết. Lạy Chúa Thánh Linh giáng xuống trên con một cách dậy đầy, con tin và khao khát đây. Cầu nguyện lên cho em, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Oh hallelujah, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Oh hallelujah, tôi nói tất cả anh chị em phải đầy dậy Thánh Linh, tất cả anh chị em nghe tôi hôm nay phải đầy dậy Thánh Linh, tất cả anh chị em nghe tôi hôm nay phải được kinh nghiệm Thánh Linh, tất cả anh chị em nghe tôi hôm nay phải được trang bị quyền phép Thánh Linh, tất cả 500 anh em nghe tôi hôm nay trở thành người biến đổi thế giới của mình, trở thành người biến đổi thành phố của mình, trở thành người biến đổi làng mạc của mình. Hãy nhận lãnh quyền năng của Thánh Linh giờ này, đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, tôi cầu nguyện cho anh chị em đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận giờ này, đón nhận giờ này. Ân tín xuất hiện cho anh em, quyền phép xuất hiện cho anh em. Hãy nhận trong danh Chúa Giêsu, hãy nhận Thánh Linh trong danh Chúa Giêsu, hãy nhận Thánh Linh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh ramakasakatarebiso kontrobakasita iramakasakatarebiso kontrobakatakatarebisi bababai irinekabakatarebiso kontrobakatabakasaitarakatabai iramakasakatarebokontrobakatabakasaitarababai uramakasakatarebakasakatarebokontrobakatabakasi uramakasakatarebakatobokontrobakasaitarabahai. Đón nhận lên trên, tiếp tục đi. Ai nói tiếng mới nói mạnh vào, nói tuôn tràn ra, nói tròn tiếng ra, nói hết sức ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cánh cửa đang mở cho anh chị em, cánh cửa siêu nhiên đang mở cho bạn chị em. Những ai đang nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này của tôi nói, cánh cửa siêu nhiên đang mở cho anh chị em,
Cánh cửa siêu nhiên đang mơ gọi đời sống tâm linh của anh chị em. Hãy bước vào sự siêu nhiên của Đức Chúa Trời hôm nay, trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Toàn bộ hơn 500 anh em này, hãy bước vào sự siêu nhiên của Đức Chúa Trời giờ này, trang bị quyền năng và sức mạnh của Chúa Thánh Linh giờ này để biến đổi thế giới này, biến đổi dân tộc này, biến đổi những người nghe anh chị em. Anh chị em là người mạnh mẽ trong Chúa, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mạnh mẽ trong Chúa, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. In Jesus mighty name. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, lạy Chúa cảm ơn Ngài. Lạy Chúa cảm ơn Ngài. In Jesus mighty name, tôi cảm nhận rằng thần của Chúa đang tuôn tràn trên hội thánh của Chúa. Tuôn tràn trên anh em rất là nhiều. Tuôn tràn trên anh em được chạm nhiều lắm. Anh em được chạm nhiều lắm. Hãy kể cho tôi nghe vài kinh nghiệm của anh chị em đi nè. Qua cái sự comment của anh chị em nè, kể cho tôi nghe đi, và vài kinh nghiệm anh chị em vừa kinh nghiệm nè. Kể đi nè. Tôi rất là muốn nghe những lời kinh nghiệm chi tiết của anh chị em, giống như nãy tôi kể cho anh chị em vậy đó. Tôi trong phòng và Chúa đã đổ trên tôi như thế nào 30 năm trước và biến đổi cuộc đời tôi như thế nào. Anh chị em hãy kể tôi nghe vài dòng vắn tắt coi nè. Cảm ơn anh Công vì Chúa thăm viếng anh buổi tối hôm nay. Tôi cảm ơn lời chứng của anh. Những anh chị em khác nè, một vài lời chứng thôi vì thời gian chúng ta không còn nhiều. Anh em ghi xuống một vài lời nè. Wow, tạ ơn Chúa. Wow, hallelujah. Wow, cảm ơn Ngài. Tiếp tục lên cho em, ghi xuống những lời chứng mà Chúa tác động vào trên anh em, Chúa tương đổ vào trên em. Những ai đang nói tiếng mới, những ai đang kinh nghiệm quyền năng, kinh nghiệm tình yêu, kinh nghiệm sự biến đổi, kinh nghiệm sự chữa lành, kinh nghiệm sự giải cứu, kinh nghiệm thiên đàng ở trong lòng mình. Wow, hãy cầu nguyện, run tay run chân cũng được. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa, được cảm nhận Thánh Linh, được nói tiếng mới. Wow, có người nói tiếng mới. Wow, là tạ ơn Chúa. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục lên cho em, tiếp tục nữa. Cảm ơn Ngài, hãy làm chứng, tôi đang đọc lời của anh chị em. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa Thánh Linh đổ đầy. Wow. Lòng bình an, cảm ơn Ngài. Tiếp tục đến cho em. Tôi đang đọc nè. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Ngợi khen Chúa thật nhiều. Cảm ơn Ngài. Wow, hôm nay Chúa cho tôi nói nhiều thứ tiếng lạ khác nhau. Cảm ơn cô Hồ Dương. Cầu nguyện nước mắt con cứ chảy ra. Cảm ơn Ngài. Chúa rất tuyệt vời. Wow, cảm ơn Ngài. Khánh Nội thì Chúa làm cho tôi nóng. Anh Công được khi mà sự cầu nguyện thì nước mắt chảy ra như khóc. Huyền Sơn, cảm ơn Chúa thăm viếng con nói tiếng lạ bằng ngôn ngữ khác. Cảm ơn Chúa. Wow, nhiều người làm chứng quá bình an, tấm lòng cũng rất rõ. Wow, Thánh Linh đang chạm vào em Sa Dê. Cảm ơn Ngài. Trương Minh Đông, tốt mồ hôi và nóng cả người lên. Anh Nguyên thì bàn tay run rẩy. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, thần của Chúa đổ lên. Wow, âm thanh như thác nước. Wow, cảm ơn Chúa, âm thanh khác trước chứ. Cầu nguyện tiếng lạ, lòng bình an. Wow, tà linh trong con xuất ra. Em đang nói tiếng mới, không dừng lại được, nhung lê. Wow, tạ ơn Ngài, đó là điều diệu kỳ. Cảm ơn Chúa đã ban cho con thêm tiếng mới. Cảm ơn Ngài, Grace Skyver. Wow, siêu vương, công nhận Thánh Linh con nói tiếng mới. Bệnh đau đầu biến mất. Tạ ơn Chúa, anh trông thấy không ạ? Rất nhiều. Wow, không ngừng được. Người lắc lư, wow, cảm ơn Ngài biên người để người lắc lư. Cảm ơn Chúa, con tư mới Thánh Linh. Kim Phương thì vui mừng, con nói wow, quá nhiều lời chứng. Wow, hát trong tiếng mới nữa. Wow, là ngài. Ramasai kateri biso ramakara. Kikuti biso karabakara si. Haramasai de. Chúa cho nhiều lời chứng. Vinh hiển thuộc về Chúa. Anh em thấy hôm nay Chúa thăm viếng anh em không? Chúa thăm viếng, đó mới là cái cần thiết nhất. Tôi nói với anh chị em nha, những cái điều mà chúng ta vừa cầu nguyện nó còn quý hơn cả sự chữa lành, sự giải cứu nữa. Vì cái điều này nó cao hơn. Khi Thánh Linh đổ đầy anh em thì những cái thứ kia tự nó đi, không cần phải đuổi nữa. Anh em đầy Thánh Linh là không có con quỷ nào nó đứng trước sự nóng của Chúa được hết á. Ô, tạ ơn Ngài, nước mắt chảy. Cảm ơn Chúa con được đổ đầy Thánh Linh. Nói tiếng lạ. Cảm ơn Ngài, như say rượu luôn. Wow. Cảm ơn Ngài. Anh em thấy những lời chứng chưa? Cảm ơn Ngài. Con được nói tiếng mới trào ra. Kim Tân, cảm ơn Chúa, tuyệt vời. Chúc mừng em. Cảm ơn Ngài. Ai nữa nào? Hannah Nguyễn, tôi có thêm nhiều âm thanh khác hơn trước. Wow, Phạm Thúy Vinh, cảm ơn Ngài. Một sự cầu nguyện người em nóng lên. Em ơi, Nguyễn Thế Hình, tạ ơn Chúa lòng con vui mừng hướng đến đền thánh để ngợi khen Ngài. Tạ ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Em ơi, Nga, cả Chúa lòng nhẹ, không còn sân si, vui vẻ cả ngày lẫn đêm. Wow, đó là biểu hiện Thánh Linh. Sự bình an, vui mừng trong lòng cũng là một biểu hiện đó anh chị. Vui cứ Nga thôi, con ngứa khắp cả người. Đủ các loại làm chứng hết. Cảm ơn Ngài. Rồi, xin Chúa ban phước cho anh chị. Người tôi nóng ran lên. Wow. Tại anh Chúa có dầm điện trên hai tay. Người rất nóng vào đầu.
gì chảy khắp người, được chữa lành, cảm ơn Ngài. Rồi, nhiều lời chứng lắm anh chị em. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Wow, thật tuyệt vời, thật tuyệt vời, thật tuyệt vời. Wow, Chúa tha tội sức dầu mới, con hát trong tiếng mới ngọt ngào luôn. Wow, tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Thứ tư tuần trước nữa Chúa chữa lành cho con phổi viêm. Cầu nguyện rồi, cảm ơn Chúa, mọi vinh hiển thuộc về Chúa. Trương Minh Đông, cảm ơn Ngài. Hoa Dương gửi cầu nguyện từ Hành Tạ Tràng, đâu nhỏ Hành Tạ Tràng, Chúa chữa lành cho chị đấy. Chị Hoa Dương nói nước mũi bên phải nóng như lửa, wow, nhiều những phép lạ lạ lùng, thâm biến nóng cả người và chảy nước mắt. Cảm ơn Ngài. Tôi đã tiếp nhận Chúa Thánh Linh. Wow, có một người lần đầu tiên đã biết được điều này. Cảm ơn Ngài. Bùi Văn Sang cũng nguyện. Cảm ơn Ngài. Ok, rồi vì lý do thời gian, bây giờ 9 giờ rồi, chúng ta sẽ ngừng ở đây anh chị em nhé. Tôi xin Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em, những người đã nhận lãnh Thánh Linh và sự chữa lành buổi tối hôm nay. Đây là món quà diệu kỳ nhất trong mọi món quà mà Chúa dành cho tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta, không trừ một người nào. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Chào tạm biệt anh chị em nha. Chào tạm biệt anh chị em. Xin Chúa ban phước. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.